chương 31, phải thiếu tộc trưởng vị. Giang hạo minh mấy người thiên kiêu, sắc mặt đột biến, không thể tin nhìn về phía cổ tổ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, vẫn quất cùng không cam lòng. Bọn hắn đối với thiếu tộc trưởng chi vị, đều nhất định phải được, cũng tự tin tự thân ác chủ bài đông đảo, tuyệt đối có thể lực áp những người khác, đạt được thiếu tộc trưởng chi vị. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cổ tổ vậy mà trực tiếp khâm định Giang huyền vì thiếu tộc trưởng. Trận này tranh phong, còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Vậy bọn hắn chuyến này tính là gì? đơn thuần là vì bồi giang huyền, đi ngang qua sân khấu một cái sao. Mấy người muốn nói lại thôi, muốn lên án không công bằng, có thể đối mặt cổ tổ cái kia chân thật đáng tin thần thái, trong lòng không khỏi lại nổi lên khiếp ý. Đầu tiên là một ngón tay trấn áp giang càng khôn, lại thẳng thắng, không tuân theo giang huyền giả, gặp một cái giết một cái. Bọn hắn thực sự không dám lấy chính mình mạng nhỏ, đi khiêu chiến cổ tổ ranh giới cuối cùng. Càng bị thương nặng tự nhiên là giang càng khôn. Đầu tiên là liên tiếp ba đạo thánh cấp truyền thừa, bị giang huyền cướp đoạt, chuyến này thần mộ tay không mà về, hắn đường đường âm dương thánh địa chân truyền, gian gia bốn tôn chi một, lại đã thành bị đính tại gian gia sĩ nhục trụ thượng thằng hề. Cổ tổ cùng núi tổ không chỉ có không vì hắn làm chủ, còn trắng trợn thiên vị gian huyền, vô tình đem hắn trấn áp tại địa, giống một cái chật vật đến cực điểm chó nhà có tan. Bây giờ, càng là trực tiếp cướp đoạt bọn hắn cạnh tranh công bình thiếu tộc trưởng quyền lợi, trực tiếp khâm định gian huyền vì thiếu tộc trưởng. Hận. Hận bất công. Phốc. Lửa giận công tâm, gian càng không một nguồn nghịch huyết phun tới, huyết vẫy một phương, cũng lại không chịu nổi cổ tổ cái kia một ngón tay uy thế kinh khủng, lập tức đã bất tỉnh. Đối với cái này, cổ tổ cùng núi tổ cũng không có để ý quá mức, thậm chí lười nhát nhiều hơn nữa nhìn một chút. Trong lòng đã đối với gian càng khôn, sinh ra chán ghét chi tình. Ghen tâm quá thịnh, không tiếp thụ được thất bại của mình, bực này tâm tính, sao đàm luận đại đạo, lại có thể có mấy phần thực tình, vì gian gia trả giá, phấn đấu. Tổ địa thí luyện đã kết thúc, các ngươi có thể rời đi núi tổ ánh mắt liếc nhìn qua một đám thiên kiêu cuối cùng rơi vào trên thân giang huyền cười làm rõ mà đối với giang huyền đạo ngươi bây giờ là thiếu tộc trưởng không có nghĩa là ngươi liền vĩnh viễn là là cao quý giang gia thiếu tộc trưởng khi vô địch tại cùng thế hệ nếu như ngày nào ngươi bị cùng thế hệ thiên kiêu siêu việt vậy ngươi liền tự giác thối vị nhượng chức a vô luận là vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt diệt hoặc hôm nay giáng sinh thần cốt vẫn là ta giang gia khác thiên kiêu núi tổ vừa nói ánh mắt một bên từ giang hạo minh bọn người trên thân từng cái đảo qua hắn cùng cổ tổ khâm định giang huyền vì thiếu tộc trưởng giang hạo minh bọn hắn chắc chắn lòng có oán khí hắn sẽ không nói rõ cái gì nhưng cũng không ngại cho bọn hắn một điểm khích lệ một điểm huyễn tưởng trong lòng bọn họ oán khí tự nhiên cũng liền chuyển hóa thành động lực để tiến tới mặt khác dạng này cũng có thể thúc giục giang huyền càng thêm cố gắng trưởng thành dù sao tiểu tử này cậu như vậy không cho hắn một điểm áp lực hắn thật có thể cùng trước kia vị kia một dạng cậu đến chết cũng không đổ kiếp quả nhiên lời này vừa nói ra giang hạo minh Giang Phong cùng Giang Bắc ba người, con mắt đều là sáng lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Huyền, đáy mắt hiện tản ra tí ti trêu tức, cùng với sâu đậm nghiền ngẫm. Bọn hắn bây giờ cũng nghe đi ra, núi tổ bọn hắn rõ ràng là đã tìm ra vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt, chỉ là giữ kín không nói ra, hẳn là đối phương bây giờ còn rất nhỏ yếu, chưa trưởng thành, cho nên dùng cái này phương thức bảo hộ đối phương. Mà Giang Huyền bị khâm định vì thiếu tộc trưởng, không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu, chỉ là núi tổ cùng cổ tổ trùng hợp chọn chúng hắn, cho vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt làm tấm một đề phòng thế lực đối địch ám sát. coi như bọn hắn tương lai không thể từ trong tay giang huyền đoạt được thiếu tộc trưởng chi vị. sau khi vị kia yêu nghiệt xuất thế, giang huyền thiếu tộc trưởng chi vị một dạng phải chấp tay nhường lại. huống chi giang huyền chỉ có vào thần cảnh, bọn hắn làm sao có thể thắng không nổi giang huyền? nghĩ thông suốt những thứ này sau, trong lòng bọn họ lập tức thoải mái. đối mặt đám người bao hàm thâm ý ánh mắt, giang huyền thần sắc không thay đổi, trong lòng lại là chỉ muốn chửi thề hai vị tiên tổ không làm nhân sự. Bọn hắn rõ ràng là đã xem thấu hắn chính là cái kia huyết mạch phản tổ đệ tử, cho nên mới khâm định hắn vì thiếu tộc trưởng, tiếp đó cố ý không nói rõ, để cho người ta cho là huyết mạch phản tổ yêu nghiệt một người khác hoàn toàn, coi đây là hắn đánh yểm trợ, để cho hắn tiếp tục tổ xuống. Cái này đều không tật xấu gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, còn nói hắn người thiếu tộc trưởng này không phải vĩnh cửu. Đây không phải cố ý dẫn dụ Giang Hạo Minh bọn hắn khiêu chiến chính mình sao? Mẹ nó, đều tới khiêu chiến ta, ta trở thành toàn bộ gian gia tiêu điểm vị ta mẹ nó còn thế nào che giấu mình huyết mạch như thế nào cẩu xuống sau khi trở về phải mau tu luyện thiên diễn bí thuật gian huyền tâm bên trong thầm nghĩ bằng không thì hắn đoán chừng vài phút liền phải bại lộ trở về đi núi tổ không nói thêm gì nữa vung lên ống tay áo lực lượng nhu hòa phun trào đem thần mộ bên trong gian huyền bọn người cùng với tại tổ địa tu luyện tất cả thiên kiêu toàn bộ đưa ra tổ địa chúng ta thật sự không thức tỉnh bản tôn đi ra nơi đây vì tiểu tử kia hộ đạo sao? Cổ tổ mang theo lo âu nhìn về phía núi tổ, do dự nói, chúng ta một đám lão cốt đầu, chết cũng đã chết. Tiểu tử kia 95 huyết mạch nồng độ, sánh vai nhị đại tổ, nhưng tuyệt đối không thể có cái gì sơ suất A. À. Núi tổ đôi mắt cục xuống, ngữ khí bình thản tiểu tử kia đã trở thành thiếu tộc trưởng, trưởng lão trong tộc, tự nhiên biết phải làm sao, đại thế không lâm, lấy những trưởng lão kia thực lực, bảo hộ gian huyền, đầy đủ. Hai người chúng ta nếu là xuất thế vì đó hộ đạo, ngược lại sẽ gây nên rung chuyển, dẫn tới thế lực đối địch đem lòng sinh nghi, càng thêm chú ý Giang Huyền, đây không phải đang vì hắn hộ đạo, là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Huống chi, người ta bản tôn một khi thức tỉnh, tối đa chỉ có thể tồn tại 3 tháng, 3 tháng gãy ngón tay một cái, Giang Huyền chưa chắc sẽ tao ngộ bất trắc, người ta liền triệt để niết diệt, chẳng phải là hy sinh một cách vô ích. Hoặc là tìm được Giang Huyền vị này huyết mạch phản tổ yêu nghiệp duyên cớ, núi tổ trong lòng cao hứng, cũng khó treo gẹo nói, ngươi a, chính là quan tâm sẽ bị loạn, mất phân tắc. Cổ tổ liếc qua núi tổ, cười ha ha, là ngươi nói, nếu Giang Huyền là huyết mạch phản tổ yêu nghiệt, ngươi liền từ trong thần mộ leo ra, vì hắn lái xe hộ đạo. Bây giờ không thừa nhận. Giang Huyền lúc cần ta, ta tự sẽ đi ra, chịu chết. Núi tổ thản nhiên nói. Hai vị tiên tổ hàng huyên rất lâu, bản thân mai 800 vạn năm, hiếm thấy hồn thức đi ra một lần, tự nhiên muốn tiêu mất một chút tuế nguyệt mang cho bọn hắn vô tận cô độc. Một lúc lâu sau. Ông. Rộng rãi thần mộ rung động nhẹ nhẹ, nhộn nhạo lên tầng tầng màu ngà sữa thần huy, lần nữa vạch phá tinh không, quay về thâm thúy tinh hà. Mà lúc này Giang Gia, từ trên xuống dưới đã lâm vào sôi trào. Bái kiến thiếu tộc trưởng. Giang Gia tổ phong trên, Giang Huyền bọn người từ tổ địa trở về, Giang Gia từ trên xuống dưới, một đám trưởng lão, tất cả mạch tộc lão, đại năng, thậm chí thiên kiêu đệ tử, nhao nhao chắp tay hành lễ. Núi tổ cùng cổ tổ khâm định Giang Huyền vì thiếu tộc trưởng thời điểm đã tuyên cáo toàn bộ Giang Gia, vô luận bọn hắn nhận hoặc là không nhận, đều không cải biến được Giang Huyền hiển nhiên đã Giang Gia thiếu tộc trưởng, tương lai tay cầm gian gia quyền hành, chấp trưởng trường sinh gian gia, cái này một sự thực đã định. Cho dù là bọn họ không đồng ý gian huyền thiên phú, cùng năng lực, diệt hoặc lòng có bất mãn, tại bây giờ cái này tình cảnh phía dưới, đều tuyệt đối không thể biểu lộ ra nửa điểm bất mãn. Cổ tổ câu kia không tuân theo giả, gặp một cái giết một cái, cũng không phải đùa giỡn. Bọn hắn, ai cũng không dám dùng tính mạng của mình, thăm dò cổ tổ câu nói này tính chân thực. Chương 32, vừa đi vừa về đảo ngược ai tại trống bên trong. Giang Hạo Minh, Giang Phong, Giang Bắc, tự nhiên cũng tại này liệt, lẫn nhau nhìn chăm chú một mắt, đè xuống trong lòng khiêu chiến Giang Huyền, đoạt lại thiếu tộc trưởng chi vị sao động, đàng hoàng chấp tay bái lễ. Bây giờ còn chưa phải là khiêu chiến Giang Huyền thời điểm. Dù sao, hai vị tiên tổ vừa mới vừa tuyên cáo Giang gia, bọn hắn như trở tay liền đi khiêu chiến, vô luận thắng bại, cũng là tại đánh hai vị tổ tiên khuôn mặt. Cơ bản nhất đạo lý làm người, bọn hắn vẫn hiểu. Huống chi, bọn hắn lấy được truyền thừa, còn không có hoàn toàn lĩnh hội, tiêu hóa, hoàn toàn không cần phải gấp gáp tại cái này nhất thời. Chờ bọn hắn hoàn toàn nắm giữ truyền thừa, chiến lực thuế biến, lại tiến hành khiêu chiến, tất nhiên có thể làm được không có sơ hở nào, nhẹ nhõm nghiền ép. Nhưng rõ ràng, gian càng khôn cũng không tại này liệt. Bị đưa ra tổ địa thời điểm, núi tổ đã dẫn thiên địa linh khí vì hắn liệu thương, tự nhiên cũng liền thức tỉnh. Đối mặt chiếm đoạt vốn thuộc về hắn thiếu tộc trưởng chi vị gian huyền, gian càng không thực sự đè không dưới trong lòng ác khí, chớ nói chi là để cho hắn đối nó không bình hành lễ, vậy còn không bằng giết hắn, Hừ. Giang càng không cả giận hừ một tiếng, trực tiếp vút không mà đi. Quy về bốn tôn chi một, tại cái này thời khắc trọng yếu đột nhiên rời đi, trêu đến đám người kinh ngạc không thôi. Tất cả trưởng lão càng là cho mày, trong lòng sinh ra một tia không vui. Giang càng không một mạch tộc lão, đại năng. Lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi, gian càng không không tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, trêu đến trưởng lão chán ghét, bọn hắn mạch này đều biết gặp liên lụy. Cái này kỳ thực cũng là không sao, bọn hắn sắc mặt khó coi chủ yếu hơn nguyên nhân là bọn hắn không hiểu, lấy gian càng không thực lực, thế mà không có đoạt được thiếu tộc trưởng chi vị. Mấu chốt nhất chính là, thế mà còn là bại bởi gian huyền. Gian huyền tu vi, chỉ có vào thần cảnh, tại trong bốn công chi, rõ ràng là hạng chót một cái kia. Gian càng không hóa linh cảnh đỉnh phong, lại nắm giữ âm dương thánh địa rất nhiều đạo pháp, hắn làm sao sẽ bại bởi gian huyền. Đương nhiên, không hiểu tự nhiên không chỉ chỉ có gian càng không một mạch. Giang Hạo Minh, Giang Phong, Giang Bắc. Thậm chí nói, ngoại trừ Giang Huyền Mạch này, các đại mạch hệ người trong lòng đều rất nghi hoặc, rất không hiểu. Tổ địa trong thực tập đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thiếu tộc trưởng chi vị làm sao sẽ bị Giang Huyền đoạt đi? Vô luận ai đoạt đi, cũng mẹ nó không tới phiên Giang Huyền a. Lúc này, tuổi già sức yếu đại trưởng lão đi ra, nhìn chăm chú lên Giang Huyền, già nua trong mắt mang theo chờ mong, xin hỏi thiếu tộc trưởng, ngươi gần đây phải chăng huyết mạch phản tổ? Lời vừa nói ra, toàn bộ tổ phong yên tĩnh một mảnh. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở Giang Huyền thần trên thân, tâm tư dị biệt, lại như có chút suy nghĩ. Nếu là Giang Huyền là cái kia huyết mạch phản tổ đến 95 yêu nghiệt, cái kia thu được thiếu tộc trưởng chi vị, cũng là hợp tình hợp lý. Giang Huyền bất động thanh sắc, lắc đầu, đại trưởng lão coi trọng ta, ta nào có cái kia khí vận huyết mạch phản tổ. Cái này, đại trưởng lão sững sờ, rõ ràng không ngờ tới lại là loại tình huống này. Thấy thế, Giang Hạo Minh đi ra, chuyển thuật sơn tổ nói lời. Đám người nghe vậy, nhìn về phía Giang Huyền ánh mắt, lập tức có biến hóa. Nhất là các đại mạch hệ tộc lão, đại năng, trong lòng càng là hoặc lạc, thì ra. Bọn hắn tất cả mạch thiên kiêu, còn có cơ hội. Đại trưởng lão ở bên trong một đám trưởng lão, lông mi ngưng lại, vừa mới kích động, lập tức không còn hơn phân nữa. Huyết mạch phản tổ yêu nghiệt, không phải Giang Huyền, cái kia đến tột cùng là ai? Vì sao muốn ẩn giấu đi, chậm chạp không chịu biểu lộ thân phận? Rõ ràng, giờ khắc này ở tất cả trưởng lão trong lòng, cũng đã đem giang huyền người thiếu tộc trưởng này, xem như vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt bia đỡ đạn. Sùng bái, coi trọng chi tình, tự nhiên cũng liền giảm bớt không thiếu. Đây hết thảy xem ở giang huyền nhất mạch trong mắt người, lập tức gấp. Nhìn về phía giang huyền, muốn nói lại thôi. Đối với cái này, giang huyền lại là cười ha ha, thản nhiên nói, ta chưa truyền thừa tiêu hóa, đi trước một bước. Sau đó, dắt nữ qua tay nhỏ, mang theo chính mình mạch này người, dạo bước rời đi. Tận đến giờ phút này, mọi người mới chú ý tới, Giang Huyền thế mà dìu lấy một cái tiểu nữ hài. Không phải tiến vào tổ địa thí luyện sao? Tiểu nữ hài này ở đâu ra? Trong lòng mọi người dân lên nghi hoặc, nhưng thoáng qua lại tiêu tán. Một cái bình thường không có gì là tiểu nữ hài thôi, không đáng bọn hắn chú ý. Lập tức, quan trọng nhất là, giúp hết tài nguyên, trợ lực chính mình mạch này thiên kiêu, để cho bọn hắn nhanh chóng Khiêu chiến Giang Huyền, đem hắn thay vào đó. Ông tâm tư như vậy, tất cả mạch người, cũng nhao nhao rời đi, chỉ còn lại một đám trưởng lão, lẫn nhau nhìn chăm chú, hai mặt nhìn nhau. Đại trưởng lão, Giang Huyền Minh lộ vẻ núi tổ đẩy ra tấm một, vậy hắn thiếu tộc trưởng thân phận, một vị trưởng lão mặt lộ vẻ chần chờ. Tất cả trưởng lão cũng nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão, mang theo nghi hoặc, một cái tấm một, còn phải cho dư hắn thiếu tộc trưởng tài nguyên tu luyện cùng thân phận đại ngộ sao? Hết thảy như thường lệ. Đại trưởng lão đôi mắt thâm thúy, thản nhiên nói, nếu là tấm một, kia liền càng muốn giả bộ giống một điểm, bằng không thì như thế nào mê hoặc ngoại giới thế lực. Người hộ đạo quy cách cũng giống như vậy nhị trưởng lão, ngươi đi bẩm thỉnh thái thượng, vì gian huyền hộ đạo. Đại trưởng lão phân phó nói. Nhớ kỹ. Đại trưởng lão nhìn về phía tất cả trưởng lão, ánh mắt ngưng lại, nghiêm túc nói, gian huyền là ta gian gia thiếu tộc trưởng, hắn chính là vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt. Một đám trưởng lão đầu tiên là sững sờ, lập tức liền lĩnh ngộ ý của đại trưởng lão, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, là Tin tức tốt, gian huyền huyết mạch phản tổ tin tức, chính xác ẩn giấu đi, không có ai hoài nghi. Tin tức xấu, đại trưởng lão định đem Giang Huyền xem như huyết mạch phản tổ yêu nghiệt, mê hoặc ngoại giới thế lực, hấp dẫn hỏa lực. Nếu để cho núi tổ biết đại trưởng lão một loạt an bài, chỉ sợ phải tức giận từ trong thần mộ leo ra, tự mình ân cần thăm hỏi một chút đại trưởng lão, đến tột cùng là cái gì một cái đầu óc. Giang Càng không chỗ đạo trường. Giận dữ rời đi Giang Càng Khôn, trả lời tràn sau, thôi việc người hầu, gọi ra một phương linh khí, thông tin mình tại Âm Dương Thánh Địa sư tôn, Âm Dương Thánh Địa thánh chủ. Âm Dương chi khí rót vào trong linh khí, khuấy động ra tối tâm quan huy, Omido văn phô tán, dần dần phát họa ra một phương mịt mù âm dương cảnh. Âm dương kính bên trong, hiện ra một đạo thân ảnh hư ảo. Mặc dù cảm giác không đến nửa điểm khí tức, lại vẫn có một loại đối mặt vô thượng tồn tại ngạc thở cảm giác. Giang càng không vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung nên sư tôn. Chuyện gì gọi ta? Âm dương thánh chủ quan sát Giang càng khôn, ngữ khí lạnh lùng. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử. Thất bại. Cơ thể của Giang càng không run rẩy, cố nén nội tâm bất an, hết sức lo sợ đem tổ địa bên trong phát sinh hết thảy không rõ chi tiết mà thuật lại một lần núi tổ khâm định gian huyền vì thiếu tộc trưởng âm dương thánh chủ thần sắc ngưng lại trực giác trong đó nhất định có kỳ quặc lập tức lòng sinh ngờ tới chẳng lẽ cái kia gian huyền là vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt gian càng không liền vội vàng lắc đầu mười phần khẳng định hồi bẩm đạo tuyệt đối không phải đệ tử lúc đó làm bộ lửa giận công tâm đã bất tỉnh nghe được núi tổ nói tới cái kia gian huyền chỉ là bọn hắn đẩy ra vì vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt cản đau tấm một. A. À, âm Dương Thánh chủ hai con ngươi híp lại, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Dạng này mới phù hợp lẽ thường. Trường Sinh gian gia đã suy bại, nếu ra một cái độ đậm của huyết thống 95 tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt đối không dám như thế trắng trợn lập làm thiếu tộc trưởng, cái này há chẳng phải là mặt cho các đại thế lực ám sát. Nếu là một cái tấm một, cái kia hết thảy liền hợp lý. Còn nữa mà nói, gian Huyền lúc sinh ra đời huyết mạch khảo thí 75, căn bản cũng không có thể đạt đến 95, hậu thiên đề thăng. Rất khó. Giang gia nước cờ này, rất ngu. Chương 33, Linh tộc Giang gia. Âm dương thánh chủ do dự một hai, đối với Giang càng không nói, ta lúc trước đã rõ ràng nói cho ngươi biết, Giang gia thiếu tộc trưởng chi vị, là ta nhiệm vụ giao cho ngươi, cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi như thành công đoạt được thiếu tộc trưởng chi vị, ta liền ban thưởng ngươi truyền thừa của ta, lập ngươi vì thánh tử. Lấy thực lực của ngươi, cái này khảo nghiệm, kỳ thực cũng không khó. Nhưng, ngươi vẫn là thất bại. Giang Càng không đầu trông xuống, xấu hổ nói, đệ tử thẹn với sư tôn tín nhiệm. Âm Dương Thánh Chủ lắc đầu, ngữ khí không có nửa điểm ba động, nhìn xem Giang Càng khôn, thản nhiên nói, thất bại, không đáng sợ. Ta có thể cho ngươi lại tới một lần nữa cơ hội. Nhưng, lần này nếu là thất bại nữa. Giang Càng không đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định đem hết khả năng, hoàn thành sư tôn khảo nghiệm. Còn xin sư tôn chỉ thị, đệ tử nên làm như thế nào? âm dương thánh chủ gật đầu nở nụ cười tất nhiên giang huyền là đẩy ra tấm mộc vậy hắn nếu là chết cái này giang càng không chần chờ nói bây giờ dù sao không tại trong tổ địa đệ tử nếu là trực tiếp công khai ám sát giang huyền chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết âm dương thánh chủ lắc đầu không cần ngươi ra tay nhưng ta tự sẽ an bài thỏa đáng đến lúc đó ngươi chỉ cần đem giang huyền cùng với đối với ngươi tranh đoạt thiếu tộc trưởng chi vị tồn tại uy hiếp bờ người đều dẫn tới toàn bộ lừa giết. đối thủ cạnh tranh chết sạch thiếu tộc trưởng chi vị tự nhiên cũng chính là ngươi Giang càng không nghe vậy, tâm thần nhảy một cái, một loại bất an sâu đậm, lập tức bao phủ ở trong lòng. Nếu là đem Giang Huyền bọn người toàn bộ lừa dết, hắn tất nhiên có thể danh chính ngôn thuận trở thành Giang gia thiếu tộc trưởng, thế nhưng là... Cái này cũng mang ý nghĩa Giang gia thế hệ này đem cực độ tàn lụi, hơi không cẩn thận, truyền thừa ngàn vạn năm trường sinh Giang gia, liền sẽ tại trong tay của mình, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao, cổ lão thánh nhân, sớm đã có tiên đoán, một thế này chính là vạn giới khôi phục, thần ma trở về đại thế đại thế tức đại kiếp, thành công vượt qua giả, xương, không độ giả, vong. Hắn chính xác còn có rất nặng tư tâm. Nhưng nói cho cùng, hắn là người gian gia, để cho hắn như vậy tàn nhẫn mà sát hại đồng tộc thiên kiêu, trong lòng của hắn có chút rụt rè. Số lượng. Nhiều lắm. Trên thực tế, nếu chỉ là một cái gian huyền, hắn sẽ không có nửa điểm do dự, thậm chí sẽ không lưu dư lực, đem gian huyền chém thành muôn mảnh. Âm dương thánh chủ một mắt nhìn ra gian càng khôn trong lòng do dự, lãnh đạm khiển trách, hồ đồ gian gia hiện trạng, ngươi hẳn là so ta tin tường. Khuyết mạch ngày càng suy yếu, một đời không bằng một đời, yêu nghiệp giả rải rác. Nếu không phải đại thế sắp đến, trọng rãi đại thế khí vận trả lại huyền thiên, lấy bây giờ gian gia nội tình, liền một cái gian huyền thiên kiêu như thế, đều khó mà sinh ra. Thử hỏi, dạng này gian gia, như thế nào ngăn cản kèm theo đại thế hạ xuống ngập trời đại kiếp? Lại như thế nào bảo toàn tự thân, kéo dài gian gia trường sinh chi danh? Nhìn chăm chú lên gian càng khôn, Âm dương thánh chủ ngữ trọng tâm trường nói, ngươi xem như gian gia thiên kiêu, lúc này lấy gian gia sinh tồn, kéo dài, phát triển mở rộng, làm nhiệm vụ của mình. Lấy ngươi chi tư, ngày nghỉ thời gian nhất định thành tựu yêu nghiệp chi danh, ngươi như chấp trưởng gian gia, lại đăng lâm âm dương thánh tử chi vị, tụ tập hai nhà trưởng, thử hỏi cái gì đại kiếp, không thể nhẹ nhõm vượt qua. Đại kiếp phía dưới, gian gia tự nhiên cũng có thể không lo. Cái này, gian càng không ngây ngẩn cả người, sư tôn lời nói là hắn chưa bao giờ suy tưởng qua phương diện, phản phất cho hắn mở ra vỗ một cái đại môn, để cho hắn có loại hiểu ra cảm giác. Thấy mình lời nói có tác dụng, âm dương thánh chủ dứt khoát tiếp tục cho gian càng khôn, cho thuốc mạnh, trầm giọng nói, không ngại cùng ngươi nói thẳng, ta rất coi trọng ngươi, ngươi nếu có thể trưởng khống gian gia, ta có ý định lập ngươi vì hạ nhiệm thánh chủ. Đến lúc đó, ngươi chấp trưởng âm dương thánh địa, lại có gian gia cái này chỗ dựa, đương lập tại thế bất bại, thậm chí thêm một bước, chế bá huyền thiên, cũng tuyệt đối có cơ hội. Giang Càng Không hai con ngươi đột nhiên vừa mở, lướt lên một vòng tinh quang, trưởng khống gian gia, chấp trưởng âm dương thánh địa, chế bá huyền thiên giới. Tâm thần bên trong lập tức khơi dậy một cổ trước nay chưa có giả tâm. Hô hấp đều tùy theo dồn dập không thiếu. Gian càng không ánh mắt trong nháy mắt kiên định xuống, nhìn về phía âm dương thánh chủ, cung kính dập đầu, trịnh trọng đạo, đa tạ sư tôn chỉ điểm minh tân, đệ tử biết phải làm sao. Ngắn hạn đến xem, sát hại gian huyền mấy người, chính xác sẽ tổn hại gian gia căng cơ. Nhưng, đó đều là hư vọng. Lấy gian huyền mấy người tư chất, căn bản đảm đương không nổi thủ hộ gian gia trách nhiệm càng không có năng lực mở rộng gian gia còn phục gian gia trường sinh thế gia vinh quang liền xem như vị kia thần cốt liền xem như vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt, cũng giống vậy không được thời gian không đợi ta đại thế lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống chỉ có hắn mới có tư cách có năng lực làm đến đây hết thảy đông thần châu cực tây chi địa từng tòa mông lung không thể diễn tả tiên sơn như tinh la mật bố phiêu phù ở vô ngần đại dương mênh mông phía trên thâm thúy dâng lên ẩn chứa làm người sợ hãi bàn bạc năng lượng mờ mịt tiên sơn lưu chuyển huyền diệu nghìn vạn đạo phù xuất hiện thần thánh dị tượng chiếu trọi thiên địa rõ ràng không quá hòa hợp hai phe tráng cảnh lại lấy một loại không cách nào lời nói quy tắc trật tự kỳ diệu mà dung hợp làm một phản phất một thể mà sinh ở đây chính là âm dương thánh địa chỗ cổ lão âm dương thánh địa truyền thừa sớm đã không thể ngược dòng tìm hiểu càng tại huyền thiên giới còn có ghi lại tuế nguyệt phía trước âm dương thánh địa liền đã tồn tại sừng sững ở huyền thiên chi đỉnh. Thông qua các phương thất lạc di chỉ bên trong không trọn vẹn hình ảnh, mơ hồ có biết, âm dương thánh địa hưng thịnh thời điểm, ngay cả thần ma cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ có điều, tại những cái kia nổi bật kỷ nguyên, đại thế bên trong, âm dương thánh địa ngược lại sẽ rất điều thấp, thậm chí một trận tỷ thế bất xuất. Cho nên, toàn bộ huyền thiên giới, đối với âm dương thánh địa hiểu rõ, đều cực kỳ thưa thất. Chỉ biết một điểm, âm dương thánh địa cổ xưa mà cường đại, không dễ dàng có thế trêu chọc. Lờ mờ có thể thấy được, cái này từng tòa trên tiên sơn buộc chặt từng cây như giao long cường tráng đại đạo xiên xích khóa bên kia kết nối lấy một tòa rộng rãi tiên cung tiên cung tồn tại ở trong hư không như ẩn như hiện tĩnh mịch mà kích động âm dương đang vào quỷ quyệt khí tức âm dương thánh cung trong thánh cung thân mang bạch kim đạo bào âm dương thánh chủ phất tay tán đi gian càng không thông tin hình ảnh hai con ngươi hiếp lại hiện tản ra nhất quan nhất ám một âm một dương mịt mờ quan huy ông từ âm dương trong cơ thể của thánh chủ đã tuôn ra một đạo thâm thúy quan ảnh, tối tâm đạo văn rải rác, dần dần hợp thành một cái bao phủ tại trong khói đen bóng người. Nếu có người khác ở đây, chắc chắn kinh ngạc vô cùng. Bởi vì, trong khói đen bóng người, mặt mũi của hắn, cùng âm dương thánh chủ, không khác nhau chút nào. Người tên đồ đệ này, ngây thơ có chút khả ái. Bóng người thâm trầm nở nụ cười. Âm dương thánh chủ nhàn nhạt liếc qua bóng người, thần sắc không thấy gợn sóng, ngữ khí bình thản, dễ dàng nhất hồ lộng, mãi mãi cũng là những thứ này tư chất bình thường, lại lòng cao hơn trời thiên kiêu, bọn hắn không cam lòng lạc hậu hơn người, lại chưa bao giờ nhìn thẳng vào chính mình bình thường, chỉ có thể đem thất bại của mình quy tội nhân tố bên ngoài. Dạng này người, ghen tâm cực thịnh, dục vọng không bị ngăn chặn, thêm chút châm ngòi, liền có thể nhẹ nhõm lợi dụng cùng trưởng khống. Giang càng khôn, càng là như vậy. Bóng người nhẹ sách một tiếng, nhịn không được vì đó vỗ tay, lĩnh hội dương đạo ngươi, vốn hẳn nên dương quan vĩ đang chính đạo hình tượng mới đúng, không nghĩ tới lại nhường ngươi hiểu thấu đáo nhân tâm, đạo đức giả cùng quỷ kế, hạ bút thành văn. Âm dương thánh chủ không cho đưa không, hai con ngươi khẽ nâng, nhìn thẳng vào bóng người, ngữ khí ngưng lại, trầm giọng nói, ta hy vọng, ngươi không có gạt ta. Ngươi ta bổn nhất thể, tại sao lừa gạt? Bóng người nhún vai, ngươi cũng nghiệm chứng qua, cái kia trường sinh gian gia đúng là nhân cảnh linh tộc một trong, thái cổ nhân tộc huyết mạch hậu duệ, trong cơ thể của bọn hắn chảy xuôi linh tộc huyết mạch, ẩn chứa thái cổ nhân tộc sinh cơ cùng mệnh số. Những cái kia gian gia đệ tử, chỉ cần là linh tộc độ đậm của huyết thống đạt đến 60, công hiệu dùng trình độ nào đó nói, có thể so với vô thượng thánh dược. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, tại ta thời đại kia, thế nhưng là có không ít vô thượng tồn tại, chuyên môn đi sang gian gia độ đậm của huyết thống vượt qua 60 đệ tử, đem hắn xem như huyết thực, thông vệ, luyện hóa, dùng cái này để thăng tiềm lực, kéo dài tuổi thọ. Bóng người nhìn về phía âm dương thánh chủ, cười nhạt một tiếng, người ta nhất thiết phải âm dương giao dung, dung hợp làm một, mới có thể khám phá đại đạo, nhưng ngươi cũng biết, ta là kiếp trước, tồn tại ở quá khứ, mà ngươi chính là nay thân, đặt chân ở bây giờ. Giữa ngươi ta, tồn tại thời gian trật tự gông cùng xiền xích, muốn dung hợp, cửu tử nhất sinh. Tất nhiên tìm không được tạo hóa thánh dược, cái kia gian gia những thứ này linh tộc, chính là lựa chọn tốt nhất. Ta có một chuyện không rõ. Âm dương thánh chủ đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía bóng người, trầm giọng hỏi, gian gia tất nhiên là linh tộc, trong huyết mạch ẩn chứa tạo hóa, tại sao lại suy nhược như vậy? Chương 34, Thiên địa vì đó kiên kỵ bóng người giống như là nhìn đồ đần, nhìn xem âm dương thánh chủ, nhịn không được cười nhạo nói, trường sinh gian gia, truyền thừa ngàn vạn năm, ngươi thế mà lại cảm thấy bọn hắn suy nhược. Ai cho ngươi ảo giác? Âm dương thánh chủ cho mày, không rõ nó ý. Bóng người lắc đầu bật cười, phải biết, tại ta thời đại kia, gian gia cường đại, liền xem như vực ngoại thần ma, cũng muốn e ngại ba phần. Nếu không phải nhiều mặt cổ lão thế lực, hợp nhau tấn công, khiến gian gia cường giả vẫn lạc hầu như không còn, bây giờ gian gia, đoán chừng vẫn là toàn bộ huyền thiên giới vua không ngai. Âm dương thánh chủ giật mình trong lòng, chấn kinh tại kiếp trước nói tới. Phải biết, kiếp trước của hắn tồn tại ở thời kỳ viễn cổ, khi đó huyền thiên giới chưa phong bế, chưa thiên vạn giới cũng không có tàn lụi. Kiếp trước trong miệng nhiều mặt cổ lão thế lực, tất nhiên là đặt chân ở chư thiên chí cường đạo thống. Khi đó Giang gia đã trải qua dạng này tai họa ngập đầu, thế mà ngoan cường mà kéo dài ngàn vạn năm, thậm chí vẫn như cũ giữ lại có trường sinh chi danh. Linh tộc. Coi là thật cường đại như vậy hoặc là nhìn ra âm dương thánh chủ suy nghĩ, bóng người lắc đầu bật cười, linh tộc cường đại, phải xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi có biết, bao quát gian gia ở bên trong những thứ này linh tộc, cường đại đến thiên địa cũng vì đó kiên kỵ, thậm chí áp đặt thiên khiển, chế ước bọn hắn trưởng thành. Lại có hay không biết, nguyên nhân chính là trời phạt tồn tại, những cái kia cổ lão thế lực mới có dũng khí liên hợp một đám, đối với gian gia làm loạn. Thiên địa vì đó kiên kỵ. Âm dương thánh chủ nheo mắt, mặt lộ vẻ hải nhiên. Bóng người cười ha ha, Cụ thể nguyên do, không người có thể biết, nhưng căn cứ vào trước đây những cái kia cổ lão thế lực nghiên cứu, người mang linh tộc huyết mạch đệ tử, tuổi thọ của bọn hắn muốn phổ biến thấp hơn người bình thường. Hơn nữa, độ đậm của huyết thống càng cao, tuổi thọ càng ít. Thậm chí, độ đậm của huyết thống quá cao yêu nghiệt, tu vi đột phá thời điểm, còn có thể nên đón thiên kiếp, dù chỉ là đột phá trúc cơ cảnh, cũng là như thế. Thiên kiếp Âm dương thánh chủ ngạc nhiên. Phải biết, thẳng đến thiên nguyên cảnh mới có thể bắt đầu nếm thử tiếp xúc thiên địa chi lực, nói cách khác, chỉ có đột phá thiên nguyên cảnh cùng đi lên cảnh giới, mới có thể dẫn động thiên kiếp buông xuống. Không nói đến tuổi thọ suy giảm, vẻn vẹn thiên kiếp. Linh tộc thiên khiển, quá kinh khủng. Thời điểm viễn cổ, cường giả vẫn diệt hầu như không còn, lại có thiên khiển gia thân, gian gia nhưng như cũ tiếp tục kéo dài, hơn nữa chưa bao giờ mất đi trường sinh chi danh. Bóng người nhàn nhạt liếc qua âm dương thánh chủ, khẽ cười nói, bây giờ, còn cho rằng gian gia suy nhược sao? âm dương thánh chủ không nói gì. Một lúc lâu sau, mới chậm rãi mở miệng, bình tĩnh đạo, ta thừa nhận kinh thị trường sinh gian gia, bất quá. Cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Gian càng không nước cờ này đi tốt, nhậm gian gia cường đại cỡ nào, có nhiều hơn nửa nội tình, vẫn như cũ khó thoát lòng bàn tay của ta. Bóng người không khỏi đặt câu hỏi, ta không biết rõ, ngươi vì cái gì cố chấp như vậy tại gian càng không nước cờ này. Âm dương thánh chủ lạnh nhạt nở nụ cười, chỉ cần gian càng không chấp trưởng gian gia, gian gia chính là ta nhốt chi địa, nhưng liên tục không ngừng tạo ra linh tộc cung cấp ta sử dụng linh tộc đồ tốt như vậy cũng không thể tác ao bắt cá bóng người kinh ngạc liếc mắt nhìn âm dương thánh chủ có nhiều thâm ý mà cười ta bây giờ càng ngày càng chờ mong cùng ngươi dung hợp làm một một ngày kia đến bao quát đi qua bây giờ âm dương đại đạo tất nhiên có thể phá vỡ thế giới này đông thần châu nam bộ thập vạn đại sơn thuần dương kiếm cung trường sinh gian gia thiếu tộc trưởng đã xác định là bốn tôn chi một gian huyền thuần dương kiếm chủ ngồi cao nhật diệu tạo thành trên kiếm đài quan sát kiếm cung một đám trưởng lão thản nhiên nói các ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào chuyện này thuần dương kiếm cung cùng gian gia thù hận từ xưa đã có sớm đã không thể ngược dòng tìm hiểu nguyên do nhất là gần nhất ngàn năm lẫn nhau càng là chinh phạt không ngừng rơi xuống thiên kiêu vô số kể thậm chí liền tôn giả cảnh đại năng đều tổn thất mấy vị nhiều hai phe thế lực sớm đã thủy hỏa bất dung không đội trời chung lúc này thân mang hắc sắc kiếm bào nhị trưởng lão đi ra chắp tay cúi đầu khuôn mặt túc xác trầm giọng nói hồi bẩm kiếm chủ mấy ngày trước gian gia có đệ tử huyết mạch phản tổ dẫn động thần từ dị tượng kinh thế lại có thần cốt xuất thế quả thật đại hưng chi tượng nếu không sớm làm ứng đối đợi một thời gian ta thuần dương kiếm cung chỉ sợ cũng lại bất lực cùng tranh tài tất cả trưởng lão nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt ngươi nói đây không phải nói nhảm đi cái này mẹ nó cũng là chuyện rành rành đại gia hỏa ai nhìn không ra thuần dương kiếm chủ nhìn xem nhị trưởng lão bình tĩnh nói vậy theo nhị trưởng lão góc nhìn chúng ta nên như thế nào ứng đối nhất thiết phải nhanh chóng tra ra cái kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt cùng thần cốt chuẩn xác tin tức tiếp đó tập kết cường giả liều lĩnh đem hắn diệt trừ nhị trưởng lão đôi mắt cụp xuống cười lạnh nói căn cứ tình báo gian huyền tu vi chỉ có vào thần cảnh rõ ràng là gian gia bốn tôn chi bên trong hạng chốc một cái kia bây giờ lại bị lập làm thiếu tộc trưởng hiển nhiên là đẩy ra cho hai vị kia yêu nghiệt cản đao ta cho rằng có thể không để ý tới đám người nghe vậy, tất cả như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lần này Giang gia xác lập thiếu tộc trưởng tốc độ, thực sự quá nhanh, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Phải biết, dĩ vãng Giang gia xác lập thiếu tộc trưởng, đều biết đi qua tầng tầng thí luyện, tuyển bạc, để cho bốn vị thiếu tôn nhiều lần tranh phong, cuối cùng mới có thể quyết ra người thắng. Nhưng lúc này đây, lại vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian hai ngày. Lại liên tưởng đến Giang gia xuất hiện hai vị kia yêu nghiệt, hết thảy tự nhiên lại tin tường qua. Tin tường đến, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu lén lút nói thầm, như thế ngu xuẩn chuyện, thực sự là một phương kéo dài ngàn vạn năm trường sinh thế gia có thể làm ra tới. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Thuần Dương kiếm chủ nhìn về phía khuôn mặt hoa râm đại trưởng lão. Đại trưởng lão già nua trong mắt lập lòe cơ trí hào quang, nghĩ nghĩ sau, dạo bước đi ra, chắp tay nói, đại phương hướng bên trên, lão hữu đồng ý nhị trưởng lão nói tới. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra gian gia hai vị kia yêu nghiệt tin tức, đem hắn bóp chết trong trứng nước. Khi tất yếu, có thể mời được ngủ say tại tổ địa hư thần cảnh lão tổ. Nghe vậy, tâm thần mọi người nghiêm một chút, thần sắc đều trở nên nghiêm túc, vận dụng hư thần cảnh lão tổ. Vậy tình thế sợ sẽ lên cao đến một cái cấp độ khác, hơi không cẩn thận, toàn bộ thuần dương kiếm cung đều biết tùy theo lực út. Thuần dương kiếm chủ kiếm con mắt hiếp lại, cũng chấn kinh tại đại trưởng lão nói tới. Đại trưởng lão cho rằng gian gia hai vị kia yêu nghiệt, sẽ nguy hiểm cho ta thuần dương kiếm cung tồn vong. Không phải sẽ, là... Chắc chắn. Đại trưởng lão trầm giọng nói, không nói đến thần cốt, vẹn vẹn cái kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt, nếu để hắn trưởng thành, đừng nói chứng đạo thành thần, liền xem như chứng đạo thành thánh, cũng không phải không có khả năng. Đừng quên. Đại thế liền muốn phủ xuống. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là rung lên, lập tức hiểu rồi đại trưởng lão lo nghĩ. Nhưng nếu không thể bóc chết gian gia phục hưng manh mối, tại đại thế cuốn theo phía dưới, hắn thuần dương kiếm cung nhất định đem bị tác động đến, thậm chí sẽ bị đại thế dòng lũ chỗ cuốn theo, thịt nát xương tan. Dù sao, Phi hoàng đại thế phía dưới chính là có thế lực phi tốc cường thịnh dậm chân tại chỗ chẳng khác gì là bị quăng ở phía sau cùng đến nỗi gian gia cái tên này trên danh nghĩa thiếu tộc trưởng giang huyền không cần quá mức để ý nhưng cũng không thể một điểm không thèm để ý ít nhất phải làm ra tương ứng phản ứng mới có thể nghi hoặc gian gia để cho gian gia phớt lờ dạng này chúng ta mới có cơ hội tìm ra hai vị kia yêu nghiệt đại trưởng lão hai con ngươi hờ hững khẽ cười nói cứ dựa theo dĩ vãng quy cách lấy một bộ đạo cấp công pháp một gốc phương dược trăm cây đại dược, treo thưởng Giang Huyền, để cho ta thuần dương kiếm cung các thiên kiêu, đi lấy cái kia Giang Huyền mài mài một cái kiếm A. Chương 35, thần nữ là liếm chó sao? Thuần dương kiếm chủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đảo mắt tất cả trưởng lão, nói khẽ, liền theo đại trưởng lão lời nói, treo thưởng Giang Huyền, để cho ta kiếm cung thiên kiêu nhập thế đánh úp. Ta sẽ đích thân đi tới kiếm trũng, xin chỉ thị lão tổ, lúc cần thiết, có thể dốc hết kiếm cung chi lực, thẳng hướng Giang gia. Thuần Dương kiếm chủ kiếm con mắt hiếp lại, lạnh lùng sát cơ khoái động lạnh như băng nói đại thế sắp tới tuyệt không thể dễ dàng tha thứ gian gia có bất kỳ khởi thế ừm tất cả trưởng lão trầm giọng đáp mặt khác thuần dương kiếm chủ suy tư một hai chậm rãi nói ba vị kiếm tử phong cấm nhiều cái kỷ nguyên cũng nên đem bọn hắn tỉnh lại đại thế dòng lũ không thể không tranh trong lòng mọi người khẽ động nguyên bản vẻ mặt ngưng trọng nổi lên vẻ vui mừng thuần dương kiếm cung cái này đệ tử đời một tư chất phổ biến đồng dạng thiên kiêu giả không thiếu nhưng một cái đủ để lĩnh quân tranh phong tuyệt thế thiên kiêu cũng không có, chớ nói chi là yêu nghiệt. Cái này cũng là gian gia ra hai vị yêu nghiệt, bọn hắn sẽ như thế lo lắng lý do. Bất quá, nếu là có thể tỉnh lại ba vị kia kiếm tử, dạng này khốn nhiễu, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ba vị kiếm tử, chính là thuần dương kiếm cung gần trăm vạn năm qua thiên phú kiếm đạo kinh khủng nhất yêu nghiệt, một vị trời sinh kiếm tâm, một vị là đời thứ ba thuần dương kiếm chủ chuyển thế, còn có một vị càng là xuất sinh ngày liền phải kiếm tiên chặt đứt thời không, cách không truyền đạo ba vị kia đều từng quét ngang một thời đại, có một không hai huyền thiên. Vì truy cầu rộng lớn hơn tương lai, vì giành đại thế cơ hội, càng vì hơn tương đạo đường đẩy tới đỉnh phong, cho nên không chút do dự lựa chọn tại phong mang lúc thịnh nhất ẩn nặc xuống, bản thân phong ấn tại trong thập vạn đại sơn nội bộ thuần dương. Ba vị kiếm tử nếu là toàn bộ tỉnh lại, coi như gian gia hai vị kia yêu nghiệt trưởng thành. Cũng không đáng để lo. Thuần dương kiếm cung treo thưởng một khi tuyên bố, từ trong thập vạn đại sơn đi ra kiếm tu, rõ ràng nhiều hơn không ít tại trong đông thần châu cái kia ngang dọc ức vạn vạn rộng lớn vô ngần đại địa bên trên ngày xưa mấy tháng cũng khó phải vừa thấy thiên kiêu chiến đấu cũng dần dần trở nên thường xuyên có người hiểu chuyện ghi chép một hai ngạc nhiên phát giác ở trong đó lại đều có gian gia thiên kiêu thân ảnh còn bên kia thiên kiêu ngoại trừ thuần dương kiếm cung còn có thái ất đạo môn thí thiên điện bái nguyệt thần giáo thiên nhất thánh địa bất hủ triệu gia cơ hồ bao gồm đông thần châu gần bảy thành đỉnh tiêm đạo thống nhiều ngày sau đó thế gian tu sĩ mới từ từ hiểu được toàn cảnh. Thì ra, những thứ này đỉnh tim đạo thống, toàn bộ đều nhằm vào gian gia mới xác lập thiếu tộc trưởng gian huyền, ban bố treo thưởng. Treo thưởng ban thưởng, khác thường nhất trí. Một bộ đạo cấp công pháp, một gốc vương dược, trăm cây đại dược. Đối với cái này, những cái kia đứng xem đạo thống, cường giả, đều trong lòng còn nghi vấn. Dạng này treo thưởng ban thưởng, không thể bảo là không phong phú, dù sao treo thưởng đối tượng, gian gia thiếu tộc trưởng gian huyền, vẻn vẹn chỉ là một cái vào thần cảnh. Thế nhưng là, một phương đỉnh tiêm đạo thống, treo thưởng vẫn là trường sinh gian gia thiếu tộc trưởng, điểm ấy treo thưởng. Có phải hay không có chút quá keo kiệt? Huống chi, vị kia gian huyền vẫn là hư hư thực thực huyết mạch phản tổ đến 95 yêu nghiệt. Chẳng lẽ là những thứ này đỉnh tiêm đạo thống, cho rằng gian gia sẽ dùng hết nội tình thủ hộ gian huyền, căn bản là không có cách thành công ám sát, đã bỏ đi ý niệm, toàn bộ hời hợt treo thưởng ý tứ một chút. Nam thần châu, hoang thiên thần giáo. Khởi bẩm thần nữ, căn cứ vào thân ở đông thần châu đệ tử truyền về tin tức, cái kia Giang Huyền đã đoạt được Giang gia thiếu tộc trưởng chi vị. Hơn nữa, Đông Thần Châu các phương đạo thống nhằm vào chuyện này, đã nhao nhao treo thưởng Giang Huyền. Vương chấp sự đứng ở Hoang Thiên Thần Nữ Lạc Tinh Lan trước mặt, cung kính bẩm báo, hắn phụ trách Đông Thần Châu đại bộ phận công tác tình báo, hôm nay bị thần nữ gọi tới hỏi thăm Giang Huyền chi chuyện. Đã trở thành thiếu tộc trưởng đi. Tốc độ thật nhanh. Lạc Tinh Lan đôi mắt đẹp chớp lên, tự lẩm bẩm. Nàng vốn cho rằng khoảng cách Giang Huyền cuộc khởi còn có đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng nó trưởng thành tốc độ, đơn giản biến chuyển từng ngày. Lúc này mới mấy ngày, tính toán đâu ra đấy, bất quá nửa tháng, đã từ nhỏ tôn, nhảy lên trở thành thiếu tộc trưởng. Phải biết, Giang Huyền Tu Vi, còn tại nhập thần, chưa bước vào hóa linh cảnh A. Lạc Tinh Lan cầm trong tay một tờ thư tính, chính là Giang Huyền hồi âm, không đi, hai chữ có thể thấy rõ ràng. Xem ra, nàng lấy lòng Giang Huyền phương thức, lại phải tiến hành điều chỉnh. Ý niệm đến nước này, Lạc Tinh Lan trong đôi mắt đẹp không khỏi trải qua một tia sầu ý, đối phương đã trở thành thiếu tộc trưởng, tài nguyên, quyền hạn có thể nói đã đạt đến thế hệ thanh niên đỉnh phong liệt kê, nàng nên như thế nào lấy lòng mới có thể rõ ràng truyền đạt thành ý của nàng. vương chấp sự không người đứng tại một bên, gặp thần nữ cái này xoắn xuýt bộ dáng, tâm thần giao chiến, tràn đầy bất an. ta dựa vào thần nữ sẽ không còn si tâm lấy gian huyền a. lúc trước chủ động đưa ra thông gia, cũng tại thần giáo trong ngoài nhất lên kinh đào hải lãng, bây giờ bị cự tuyệt, lại còn nhớ mãi không quên. thần nữ không phải là giang huyền liếm chó a vương chấp sự trong lòng ngũ vị tạp trần hắn một cái nho nhỏ chấp sự tự nhiên không có tư cách hỏi đến thần nữ sự tình thế nhưng là vừa nghĩ tới hắn hoang thiên thần giáo chúng tinh phủng nguyệt thần nữ suy si tâm tại một cái vào thần cảnh tiểu tử tất nhiên đối phương bây giờ trở thành trường sinh gian gia thiếu tộc trưởng vốn lấy hắn nắm giữ tình báo gian huyền bất quá là một cái bị gian gia đẩy ra cản đao con rơi tiểu nhân vật như vậy nơi đó xứng với thần nữ do dự mãi vương chấp sự lựa chọn nhắm mắt không người nói thuộc hạ cả gan có cái chưa minh xác tin tức bẩm báo nói. Thần nữ thản nhiên nói. Đông thần châu gần bảy thành đỉnh tiêm đạo thống, lấy một bộ đạo cấp công pháp, một gốc vương dược cùng trăm cây đại dược treo thưởng giang huyền, đã có không thiếu thiên kiêu nhập thế, ý đồ săn giết giang huyền. Một bộ đạo cấp công pháp, một gốc vương dược cùng trăm cây đại dược. Lạc tinh lang đôi mắt đẹp hơi nhíu, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói một câu để cho vương chấp sự tâm thần trì trệ mà nói, thật đúng là keo kiệt a. À. Nàng mười phần chắc chắn, giang huyền chính là vị kia huyết mạch phản tổ đến 95 yêu nghiệt. Thậm chí, Nàng Hoài Nghi, cái kia cái gọi là một vị khác thần cốt yêu nghiệt, kỳ thực cũng là gian huyền. Dù sao, kiếp trước gian huyền, nhưng là toàn bộ huyền thiên đều phải ngưỡng mộ vô thượng tồn tại, huyết mạch phản tổ cùng thần cốt cùng tồn tại, cũng không kỳ lạ. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, thế mà chỉ treo thưởng điểm ấy rác rưởi, không phải keo kiệt là cái gì. Chỉ là nàng không rõ, dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, gian gia vì nào dám không có sợ hãi bày ở trên ngoài sáng. Thật chẳng lẽ không sợ thế lực đối địch lật bàn, trực tiếp xúc động hư thần lão tổ, đem hắn bóc chết sao? Giang gia đến tột cùng là nắm giữ tuyệt đối sức mạnh, vẫn là quá ngu. Lộ Tinh Lan trong lòng còn nghi vấn. Vương chấp sự thầm hô một tiếng, xong thần nữ giọng điệu này, Giang Huyền liếm chó không thể nghi ngờ, không dám chần chờ, vội vàng tiếp tục nói, căn cứ vào các đại đạo thống phản ứng, kết hợp Giang gia gần đây liên tiếp truyền ra dị tượng, thuộc hạ hoài nghi, Giang Huyền người thiếu tộc trưởng này chỉ là Giang gia đẩy ra tấm mộc, hấp dẫn các phương ánh mắt, dùng cái này bảo hộ huyết mạch phản tổ cùng thần cốt hai vị mới lên cấp yêu nghiệt mong rằng thần nữ minh xét giang huyền vương chấp sự dừng một chút cắn răng trầm giọng nói khả năng cao chỉ là gian gia một cái con rơi lời nói bên ngoài chi ý lại rõ ràng bất quá ông lạc tinh lan đột nhiên quay người một đôi hàm ẩn tinh thần đôi mắt đẹp bên trong hiện tản ra băng lãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vương chấp sự ngữ khí hết sức nghiêm túc cùng lạnh lẽo vương chấp sự ngươi hẳn là tin tưởng ngươi thân phận gì hôm nay bản thần nữ quyền làm ngươi vô tâm chi ngôn nếu lại có lần sau chính mình tạ tội đi thôi thuộc hạ biết tội. Vương chấp sự, bịch, quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh tràn trề, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tin tường cảm giác được thần nữ sát ý. Sinh tử của hắn, ngay tại thần nữ một ý niệm. Lạc tinh lan khẽ gật đầu, nhìn xem vương chấp sự, thần sắc lạnh lùng, lấy lệnh trú đóng ở đông thần châu trưởng lão, để cho hắn lấy hoang thiên thần giáo danh nghĩa, cáo tri các đại đạo thống, hạn bọn hắn trong vòng ba ngày hủy bỏ treo thưởng, bằng không. Coi là khiêu khích ta hoang thiên thần giáo, tự gánh lấy hậu quả. Giang huyền tiến triển quá nhanh mạnh, bây giờ chân thần di tích mời lại bị cự nàng nhất thiết phải làm ra một chút biểu thị để cho đối phương thấy được nàng lấy lòng cho dù là chọc giận đông thần châu những cái kia đạo thống cũng ở đây không tiếc nàng tin tường nhớ kỹ tương lai gian huyền thế nhưng là chỉ dựa vào sức một mình liền ép tới toàn bộ huyền thiên giới đều không ngóc đầu lên được vương chấp sự đột nhiên ngẩng đầu một mặt không thể tin nhìn về phía lạc tinh lan trong lòng càng là nhất lên kinh đào hải lãng cái này quá mức a đạo mệnh lệnh này một khi thi hành sẽ chọc giận đông thần châu tất cả đạo thống a hắn hoang thiên thần giáo những năm gần đây tất nhiên ngày càng thế lớn ẩn ẩn có xưng bá nam thần châu chi thế mà dù sao chỉ là có khuynh hướng này khoảng cách thành công còn rất dài một đoạn đường huống chi bọn hắn là bá chủ nam thần châu không phải đông thần châu a đông thần châu là huyền thiên giới công nhận màu mỡ chi địa các đại đỉnh tiêm đạo thống tất cả muốn ổn áp khác thần châu một đầu nhất là công nhận huyền thiên đệ nhất thế lực âm dương thánh địa liền tọa trấn tại đông thần châu thần nữ đạo mệnh lệnh này, thực sự quá lớn mật đi. Chương 36, Hoang Thiên Thần Giáo không biết xấu hổ. Cái này, vương chấp sự tê cả da đầu, hắn chính là một cái nho nhỏ chấp sự, thần nữ mệnh lệnh, hắn không thể cũng không dám nhận phía dưới. Đúng lúc này. Ông. Hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, cổ lão, hoang vô khí tức khoái động, hoang thiên thần chủ chậm rãi đi ra, thân ảnh khôi ngô, phản phất hắc động đồng dạng, dính liếu thế gian tất cả ánh sáng hiện ra. Bái kiến thần chủ lạc tinh lan cùng vương chấp sự không mình hành lễ tinh lan chớ có hành động theo cảm tính Hoàng thiên thần chủ nhìn về phía lạc tinh lan ngữ khí phức tạp trong lòng cũng có mấy phần tức giận hắn đối với lạc tinh lan vẫn luôn hết sức hài lòng cũng cho kỳ vọng cao đem hắn xem như người thừa kế không lưu dư lực vung trồng lạc tinh lan cũng không phụ kỳ vọng cao những năm gần đây vô luận là tự thân tu vi vẫn là tại trên thần giáo quản lý đều hết sức xuất sắc thậm chí một số phương diện so số đông trưởng lão làm đều tốt hơn hắn cũng yên lòng đem thần giáo hơn phân nửa sự vật giao cho đối phương, chính mình thì bế quan tu luyện, nếm thử xung kích tầng kia cảnh giới. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, ngày xưa tỉnh táo bình tĩnh lạc tinh lang, những ngày gần đây một khi gặp phải việc quan hệ gian huyền sự kiện, tựa như đều trở nên mù quáng, hồ đồ. Nói thật, trong lòng của hắn cũng tràn đầy lo nghĩ. Hắn hoang thiên thần giáo thần nữ, thiên tư trắc tuyệt, tiềm lực vô hạn tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai nhất định đem chứng đạo thành thần, thậm chí xung kích trường sinh chi danh lạc tinh lang, sẽ không thật sự trầm luân tại nhi nữ tình trường, trở thành giang huyền. Liếm chó đi. Lạc tinh lan đôi mắt cục xuống, nàng tự nhiên nhìn ra sư tôn lo lắng cùng lo nghĩ, chỉ là nàng không cách nào thẳng minh nguyên do, trực tiếp nói ra giang huyền tương lai nhất định là đăng lâm chư thiên chí cường giả, như vậy, sư tôn chắc chắn sẽ không tin. Dù sao, chuyển thế trùng sinh quá mức không thể tưởng tượng. Lạc tinh lan suy nghĩ một hai, đôi mắt đẹp khẽ nâng, bình tĩnh đạo, còn xin sư tôn tin tưởng tinh lan. Tinh Lang làm ra hết thảy đều là vì ta Hoang Thiên Thần Giáo tương lai toàn lực lấy lòng Giang Huyền, tại ta Thần Giáo trăm lợi mà không có một hại. Hoang Thiên Thần chủ sững sờ, trầm mặt một hai sau, trầm giọng hỏi: Ta yêu cầu lý do. Lạc Tinh Lang chậm rãi lắc đầu, còn xin sư tôn thứ tội. Tinh Lang tạm thời còn không thể nói. Một là nói ra, sư tôn cũng sẽ không tin. Thứ hai là nàng lo lắng nói ra sau đó sẽ dẫn động thời không trung chuyển nhân quả biến động, rất có thể sẽ dẫn đến kiếp trước hết thảy tiến trình đều tùy theo thay đổi vậy nàng còn tại phong ấn quý giá ký ức làm mất đi tác dụng nàng dựa dẫm đem yếu đi rất nhiều kiếp trước nàng đưa thân chân thần phía trên sơ bộ chạm đến nhân quả biết rõ hiệu ứng hồ điệp chỗ kinh khủng hoàng thiên thần chủ nhìn chăm chú lên lạc tinh lan đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy do dự một hai chậm rãi gật đầu một cái thản nhiên nói ta liền cho ngươi tùy hứng một lần nhưng có một điểm ngươi làm ghi nhớ tại tâm hoàng thiên thần giáo mới là ngươi căn bản ta cùng với tất cả trưởng lão thậm chí lão tổ đối với ngươi cũng đặt vào kỳ vọng cao bảo vệ có thừa không cần thiết để cho đại gia thất vọng đau khổ lạc tinh lang trong lòng dòng nước ấm phun trào bảo trọng gật gật đầu sư tôn yên tâm tinh lang phúc chốt không dám quên chính là bởi vì thần giáo đối với nàng bằng mọi cách bảo vệ kiếp trước nàng mới có thể kiên định không thay đổi cùng thần giáo cùng tồn vong mãi đến chảy khô một giọt máu cuối cùng kiếp này càng là như vậy lúc trước nàng chủ động thông gia giang huyền bây giờ lấy thần giáo chi danh vì giang huyền chỗ dựa đều là vì thần giáo tương lai vì giao hảo giang huyền, để tương lai thần giáo đại kiếp buông xuống thời điểm, giang huyền có thể làm giúp đỡ. Hoàng thiên thần chủ gật đầu, sau đó nhìn về phía vương chấp sự, phân phó nói, vương chấp sự, dựa theo thần nữ nói tới, đi làm đi. Ừm. Vương chấp sự cung kính nói. Rất nhanh, hoàng thiên thần giáo cảnh cáo, liền truyền khắp toàn bộ đông thần châu. Trong lúc nhất thời, nhất lên kinh đào hải lãng. Rất nhiều đạo thống, vô số cường giả, đều bằng mọi cách nghi hoặc cùng kinh ngạc. Hoang thiên thần giáo đến tục cùng đang dở trò quỷ gì? Nhờ cậy. Nhà ngươi thần nữ chủ động thông gia gian gia gian huyền, bị từ chối thẳng thắng, bị đùng đùng đánh mặt, ngươi không bỏ đá xuống giếng cũng coi như, bây giờ lại còn muốn nhiệt tình mà bị hờ hững, chủ động bảo hộ gian huyền. Thậm chí, không tiếp chọc giận đông thần châu bảy thành đỉnh tiên đạo thống. Cái này ngươi hoang thiên thần giáo, có chỗ tốt gì a? À? Ngươi một cái bá chủ cấp đỉnh tiêm thế lực, thật sự thấp kém như vậy lấy lòng gian gia thôi. Đây không phải tiện đi. Rất nhanh, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ huyền thiên giới. Trong lúc nhất thời, không chỉ tại Đông Thần Châu, Nam Thần Châu, liền khác các đại thần châu, cũng đều bị Hoang Thiên Thần Giáo chiêu này thao tác, cho chỉnh vô ngữ. Nhưng, Hoang Thiên Thần Giáo địa vị dù sao còn tại đó, cơ hồ chế bá Nam Thần Châu tồn tại, cho dù ai cũng không thể không nhìn thanh âm của hắn, một khi thật sự chọc giận đối phương, căm giận ngút trời nện xuống, liền xem như âm dương thánh địa, cũng phải cân nhắc một chút. Cho nên, lại là mấy ngày sau. Ngoại trừ thuần dương kiếm cung, thí thiên điện cùng bất hủ triệu gia cái này tam phương cùng gian gia sớm đã góp nhặt huyết hải thâm cừu đạo thống còn lại thế lực toàn bộ đều lựa chọn nhượng bộ triệt tiêu treo thưởng gian huyền vốn cũng không phải là bọn hắn mục tiêu chủ yếu cái gọi là treo thưởng cũng bất quá là tại mê hoặc gian gia để cho bọn hắn càng có cơ hội tìm ra hai vị kia ẩn giấu đi yêu nghiệt bây giờ hoang thiên thần giáo tất nhiên nhất định phải bảo Giang huyền vậy bọn hắn liền thuận thế xuống dốc thôi lại không tổn thất gì cứ như vậy đông thần châu bởi vì gian huyền mà nhất lên gợn sóng lại lấy loại kịch này kịch tính phương thức, dần dần lắng xuống. Một bên khác, Đông Thần Châu, nơi Điên Thùy, Thanh Dương Môn. Phụng thiếu tộc trưởng chi lệnh, vì Nam Cung Tiểu Thư đưa tới hai bộ đạo cấp truyền thừa. Giang gia cường giả không người đưa cho Nam Cung Minh Nguyệt một cái trữ vật giới chỉ. Thanh Dương Môn môn chủ buồn thanh, đứng ở một bên, thần sắc một trận biến ảo, khiếp sợ và kính sợ tất cả đều cũng có. Hai bộ đạo cấp truyền thừa. Phải biết, liền xem như đặt ở trong đỉnh tim đạo thống, đạo cấp truyền thừa cũng cực kỳ trân quý, không phải thiên kiêu giả, không có tư cách tu hành. Mà tại nhất lưu trong thế lực, đạo cấp truyền thừa, đã là hạch tâm nhất truyền thừa. Buồn thanh chuyện của mình thì mình tự biết, hắn thanh dương môn tất nhiên miễn cưỡng đưa thân nhất lưu thế lực, nhưng nội tình mười phần nông cạn, thậm chí không bằng rất nhiều truyền thừa vạn năm nhị lưu thế lực, tỉ như trân quý như thế đạo cấp truyền thừa, hắn thanh dương môn tổng cộng chỉ có ba bộ. Giang huyền thiếu tôn Không đúng, bây giờ là giang huyền thiếu tộc trưởng, ra tay thế mà rộng rãi như thế, lập tức trực tiếp tặng cho hai bộ đạo cấp truyền thừa bởi vậy tự nhiên cũng có thể nhìn ra gian huyền tại gian gia địa vị vô cùng quan trọng dù sao người bình thường cũng không có năng lực đưa ra hai bộ đạo cấp truyền thừa cho dù có trong tộc trưởng lão cũng sẽ không cho phép mà đương sự người nam cung minh nguyệt nhìn xem đưa tới giới chỉ thì hoàn toàn sững sờ tại chỗ nàng há có thể không biết hai bộ đạo cấp truyền thừa ý vị như thế nào kích động trong lòng đôi mắt đẹp không khỏi nổi lên óng ánh gắt gao nắm chặt giới chỉ nam cung minh nguyệt không nói gì thêm trực tiếp quay người trở về đạo trường tiếp tục tu luyện đi. Gần đây, các đại đỉnh tiêm đạo thống treo thưởng Giang Huyền, Đông đảo Thiên Kiêu nhập thế săn giết Giang Huyền tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đông Thần Châu, nàng tất nhiên một mực tại trong Thanh Dương môn tu luyện, nhưng cũng có nghe thấy. Chỉ là nàng bây giờ trên tu vi yếu, không cách nào cho nửa điểm trợ giúp. Nàng bây giờ thực sự khát vọng tăng cao thực lực, trợ giúp Giang Huyền, dù chỉ là nhập thế, chém giết mấy cái muốn săn giết Giang Huyền Thiên Kiêu. Buồn Thanh tự mình cung tiễn Giang gia cường giả sau khi rời đi, nhìn về phía Nam cung Minh Nguyệt đạo trường, trầm tư thật lâu, Giang Huyền có tình có nghĩa, mười phần coi trọng Nam Cung Minh Nguyệt, đây là Nam Cung Minh Nguyệt phúc phận, càng là hắn thanh dương môn cơ duyên. Dù sao, nếu là thông thường tình huống phía dưới, hắn thanh dương môn cả một đời cũng không có cơ hội cùng trường sinh Giang Gia sinh ra liên hệ. Nhất định phải nhanh chóng đem Nam Cung Minh Nguyệt lập làm thiếu môn chủ. Buồn thanh mâu bên trong trải qua tinh quang, dần dần kiên định ý nghĩ của mình. Đây là hắn thanh dương môn duy nhất có thể leo lên Giang Huyền phương thức. Mặt khác, ta được ra ngoài tìm điểm thiên tài địa bảo, lấy lòng một chút ta đệ tử này. Buồn thanh lẩm bẩm một câu, sau đó gọi sĩ Hỏa Ô, bay ra thanh Dương môn. Chương 37, thần cốt khởi thế. Mà lúc này Nam cung Minh Nguyệt thì bắt đầu càng thêm khắc khổ tu luyện. Nàng bản thân liền là tự phế tu vi trùng tu, lại có Giang Huyền cung cấp đại lượng tài nguyên, tu vi tự nhiên là như tên lửa phi tốc đề thăng. Càng tại mấy ngày trước đây, thành công trúc cơ. Nói cách khác, từ tôi thể đến trúc cơ, Nam cung Minh Nguyệt chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng. Phần này tốc độ phóng nhãn toàn bộ huyền thiên giới đoán chừng cũng là phần độc nhất tồn tại đồng thời bởi vì công pháp tinh tiến nam cung minh nguyệt hậu thiên hỏa đạo linh thể cũng có trên phạm vi lớn mà tăng lên mặc dù còn tại hậu thiên linh thể hàng ngũ nhưng đã không thua tiên thiên linh thể thậm chí hỏa chi đại đạo cảm ngộ cũng có nhảy vọt tiến bộ đạo ý đã bước vào trung kỳ nếu nói nam cung minh nguyệt vừa mới bắt đầu nắm giữ hỏa đạo chi ý chỉ là một ngọn lửa mà bây giờ nhưng là một đầu hỏa thú cùng lúc đó giang gia Giang Huyền chỗ đạo trường. Nam Cung Minh Nguyệt Hỏa Chi Đạo Ý đề thăng đến Trung Kỳ, ngươi lấy được đối ứng phản hồi, Hỏa Chi Đạo Ý đề thăng đến Trung Kỳ. Nhắc nhở chiếu vào Giang Huyền mi mắt. Ông! Giang Huyền quanh thân dân lên tầng tầng hỏa diễm, diễn hóa vì một mảnh biển lửa, mảnh liệt khuấy động, đốt đốt một phương. Cuồn cuộn trong biển lửa, thậm chí mơ hồ sinh ra từng đạo hung thú hình bóng, dữ tợn, gào thét. Đại đạo chi ý, diễn hóa sinh linh ngàn vạn. Đây chính là đột phá hóa linh cảnh chỗ mấu chốt. Nói cách khác, nắm giữ đại đạo chi ý gian huyền, kỳ thực tùy thời cũng có thể bước vào hóa linh cảnh. Chỉ có điều. Hắn không vội. Hắn tìm kiếm đánh vỡ nhục thân, thần hồn, tu vi cảnh giới tam trọng cực hạn, từ đó đúc thành vô thượng căn cơ. Nhục thân cùng thần hồn, sớm tại lần trước tu luyện, liền đã đánh vỡ cực hạn, bây giờ chỉ kém tu vi cảnh giới. Hắn vốn muốn tại trong tổ địa đánh vỡ tu vi cảnh giới cực hạn, chỉ tiếc một loạt biến cố, làm rối loạn hắn tiết tấu. Lần này bế quan tu luyện, Giang Huyền cũng không có nóng lòng đột phá, lại càng không nóng lòng đánh vỡ tu vi cảnh giới cực hạn, hắn bây giờ cấp thiết nhất chính là tu luyện thiên diễn bí thuật, đem tự thân huyết mạch hoàn toàn che giấu đi. Nhất thiết phải cẩu đứng lên. Chỉ có trước tiên cẩu, mới có hy vọng cướp lấy cơ duyên tại trong vòng 300 năm chứng đạo chân thần. Cho nên, cho dù là kim thủ chỉ nhắc nhở, giang huyền cũng không có để ý. Cả người vẫn đắm chìm thiên diễn bí thuật trong cảm ngộ. Quanh thân nhộn nhạo huyền diệu đạo văn, khí tức một hồi biến ảo, khi thì sóng lớn như sóng, khi thì tĩnh mịch vô hình thiên diễn bí thuật xem như thánh cấp truyền thừa, nó cường hãn chỗ, không thể nghi ngờ, tu luyện đến đỉnh phong, ngay cả thiên cơ đều có thể diễn hóa, mệnh số đều có thể che lấp, thần ma không thể dò hư thực. Nhưng cũng chính vì vậy, tu luyện, tự nhiên vô cùng gian nan. Nhất là, Giang Huyền cũng không có nên truyền thừa đối ứng đại đạo năng lượng cung cấp trợ giúp, chỉ có thể tự động cảm ngộ, quá trình tự nhiên càng thêm chậm chạp. Mà tại Giang Huyền bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, Giang gia trong ngoài thì có chút không bình tĩnh. Giang gia phía trên tổ phong, một tòa rộng rãi trong đại điện một đám trưởng lão hội tụ ở này thần sắc khác nhau nhưng nghi ngờ trên mặt còn nhiều nữa đông thần châu bảy thành đỉnh tiêm đạo thống tất cả treo thưởng Giang huyền điểm này tại trong dự liệu của bọn họ thậm chí còn có chút đều ở nắm chắc vui sướng cho là gian huyền cái này cản đao có hiệu quả thật không nghĩ đến lúc này mới không quá hai ngày ở xa nam thần châu hoang thiên thần giáo thế mà lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo một đám thế lực ra sức bảo vệ gian huyền cái này trực tiếp cho bọn hắn không biết làm gì dù sao Lúc trước Giang Huyền thế nhưng là từ chối thẳng thắng Hoang Thiên thần nữ thông gia thỉnh cầu. Đối với cái này, bọn hắn một trận còn lo nghĩ sẽ chọc cho giận Hoang Thiên thần giáo, đối bọn hắn gian gia làm loạn. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, vị kia Hoang Thiên thần nữ cùng toàn bộ Hoang Thiên thần giáo không đi đường thường, không chỉ không có nửa điểm chấn nộ ý tứ, còn tốt giống như tư thái thấp hơn. Đến tột cùng gì tình huống? Giang Huyền thiếu tộc trưởng, cho vị kia Hoang Thiên thần nữ đâm thuốc mê. Đại trưởng lão, bây giờ tình huống này, còn cần tiếp tục đem gian huyền đẩy ở phía trước hấp dẫn các phương ánh mắt sao một vị trưởng lão chần chờ hỏi tất cả trưởng lão nghe vậy ánh mắt cũng đều nhìn về phía đại trưởng lão đại trưởng lão mặc khó khăn sắc do dự một hai sau mới bất đắc dĩ đạo vốn là làm như thế nào bây giờ vẫn làm như thế nào nhất định không thể phớt lờ mặc dù các phương thế lực đoán chừng đã nhìn ra ý đồ của chúng ta nhưng bọn hắn tối đa cũng chỉ là hoài nghi chỉ cần bọn hắn không có phát hiện huyết mạch phản tổ yêu nghiệt đến tục cùng là ai cái kia giang huyền cái này tấm một liền vẫn như cũ có hiệu quả một đám trưởng lão nghe nói như thế khóe miệng đều co quắp một cái liền bọn hắn cũng không biết huyết mạch phản tổ yêu nghiệt là ai bên ngoài những cái kia thế lực như thế nào có thể tìm đi ra cũng không biết tên yêu nghiệt này đến tột cùng là nghĩ như thế nào thân ở gian gia tại sao phải vẫn giấu kín lấy chính mình tam trưởng lão có chút không nói chữa bậy cũng là người gian gia chảy xuôi giống nhau huyết mạch chúng ta còn có thể hại hắn sao tất cả trưởng lão đều là rất tán thành gật gật đầu rõ ràng gần nhất đều bị tên yêu nghiệt này chuyện, khiến cho tâm phiền ý loạn. Đại trưởng lão không có phụ họa, cũng không có biểu tình gì, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, hiện tản ra tí ti nghi hoặc. Hắn kỳ thực có thể lý giải vị kia yêu nghiệt tâm tình, dù sao gian gia các đại mạch hệ cạnh tranh kịch liệt, vị kia yêu nghiệt mới huyết mạch phản tổ, trên tu vi chưa nói nối lên, bại lộ quá sớm, rất khó cam đoan không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, căn cứ hắn nắm giữ tin tức, gần nhất có mấy cái mạch hệ, tiểu động tác quả thật có chút nhiều. Thậm chí, có chút chạm đến làng ranh. Hắn không hiểu là, lấy vị kia yêu nghiệt 95 huyết mạch nồng độ, vì cái gì không chủ động cạnh tranh thiếu tộc trưởng chi vị. Núi tổ lại vì cái gì vì đó che giấu, không tiếc đem Giang Huyền đẩy ra làm bia đỡ đạn. Giang Huyền dù sao cũng là độ đậm của huyết thống 75 tuyệt thế thiên kiêu, Giang gia thiếu tôn chi một, cứ như vậy làm con rơi. Đừng nói Giang Huyền sẽ thất vọng đau khổ, Giang Huyền nhất mạch kia, cùng với rất nhiều thiên kiêu, chỉ sợ đều biết vì vậy mà thất vọng đau khổ a. À. Nói thật, hắn cũng không thể lý giải nhưng vì gian gia đại kế, gian gia tương lai, hắn chỉ có thể tuân theo núi tổ, duy nhất có thể vì gian huyền làm, chính là tận lực rút xuống tài nguyên, cam đoan hắn cái này cản đao thiếu tộc trưởng, cũng có thể nắm giữ thiếu tộc trưởng vốn hẳn nên có tài nguyên cùng địa vị. Mà đúng lúc này, gian gia bầu trời, xuất hiện dị biến. ầm ầm vạn dặm thương không đột nhiên phá toái, bóng tối vô tận, giống như đại dương ăn mòn mà đến, che đậy mặt trời, thôn về ánh sáng. Giống như vĩnh dạ buông xuống. Giang gia trong ngoài, vô số người kinh ngạc nhìn trời vì tình huống lúc này từ gian huyền nhất mạch một chỗ trong đạo trường bắn ra một đạo sáng chói thần huy vạch phá vĩnh dạ giống như trụ trời hoành lập giữa thiên địa thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu từng đạo mênh mông thần thánh thần âm đột nhiên vang lên banh minh vạn dặm chấn động đến mức vô số gian gia đệ tử tâm thần cuồng rung động thất khiếu chảy máu đại trưởng lão đám người sắc mặt khẽ biến nhao nhao bay ra đại điện đứng ở thương khung thần hồn dò xét chỉ thấy một cái không đủ ba thước hài đồng, hai mắt nhắm nghiền, tóc bạc bay múa, đạp ở thần huy trụ trời phía trên, dạo bước hướng về phía trước. Trong cơ thể, có một đoạn thuần kim thần cốt, tản ra làm người sợ hãi thần thánh khí tức. Hài đồng dạo bước mà đi, bốn phía thần văn quanh quẩn, phản phất một tôn sơ sinh thần minh. Thần cốt. Đám người con ngươi co rụt lại, kinh hô thất thanh. Chương 38, đồng thời đột phá đạo cơ nát. Rõ ràng đã ẩn giấu đi, vì cái gì lúc này sinh ra dị tượng. Đại trưởng lão nhìn chầm chầm hài đồng, một mặt vẻ buồn rầu mười ngày phía trước thần cốt giáng sinh sinh ra kinh thế dị tượng có thể nói kinh động đến toàn bộ đông thần châu liền huyền thiên giới mặt khác mấy lớn thần châu rất nhiều đạo thống cũng nhiều có nghe quan tới chú ý ánh mắt nhưng thần cốt nhận có thần linh chi lực tự thành lĩnh vực cắt đứt tất cả mọi người thăm dò cho dù là gian gia bên trong cũng chỉ có hắn ở bên trong số ít mấy người tin tưởng thần cốt chân thực thân phận vì thần cốt có thể thuận lợi trưởng thành hắn bí mà không tuyên âm thầm ưu tiên tài nguyên giúp đỡ tẩy tinh phạt tủy, đúc thành vô thượng căn cơ. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới mấy ngày công phu, thần cốt lại bung ra kinh thế dị tượng. Hơn nữa, lần này dị tượng, nhìn so với một lần trước còn muốn quan động. Vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt cẩu đến cực hạn, ngay cả chúng ta đều không tín nhiệm, vị này thần cốt yêu nghiệt, nhưng lại thường xuyên hiển thánh, khoa trương đến cực điểm. Đại trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ, hai vị yêu nghiệt có thể hay không trung hòa một chút, không cần như thế cực hạn a. À. Lúc này người mang thần quốc hài đồng, nghịch đi trụ trời, lại từng bước sinh hoa, sinh ra rất nhiều đại đạo chí lý, trải rác toàn bộ gian gia. Ngàn vạn gian gia nhân thâm thụ phúc phận, ngồi xếp bằng, tiến nhập huyền diệu cảm ngộ bên trong. Khí tức dũng đảng, riêng phần mình tăng lên. Trong đó không thiếu tới gần đột phá thiên kiêu, thể hồ quán đỉnh, xông phá công cùng xiền xích, nhất cử bước vào cảnh giới tiếp theo. Đây là Thần linh giảng đạo, phúc phận chúng sinh. Có trưởng lão nhớ tới liên quan ghi chép, con ngươi co rụt lại, kinh hô thất thanh gian gia tất cả trưởng lão cùng với ẩn nấp tại hư không sau rất nhiều đại năng chấn động trong lòng nhìn về phía hài đồng ánh mắt mang theo vài phần rung động cùng kinh hỉ thần linh giảng đạo phúc phận chúng sinh vị này chịu tải thần cốt hài đồng thiên phú sợ rằng phải viễn siêu bọn hắn dự đoán đại trưởng lão nheo mắt trong lòng cũng dâng lên sâu đậm vui sướng trước đó hắn tất nhiên nhận định vị này thần cốt nhất định là yêu nghiệt tương lai chính là gian gia khiên đỉnh người nhưng trong tiềm thức vẫn là cho là hắn tiềm lực hẳn là kém vị kia huyết mạch phản tổ 95 yêu nghiệt không thiếu. Dù sao, 95 huyết mạch nồng độ, đã sánh vai nhị đại tổ. Nếu không có ngoài ý muốn nổi lên, nhất định sẽ trưởng thành đến nhị đại tổ như vậy độ cao, chúa tể huyền thiên giới. Thật không nghĩ đến, vị này người mang thần cốt, hắn ẩn chứa thần dị hơn xa tại tưởng tượng đơn giản như vậy. Hai vị yêu nghiệt quyền trọng. Có thể muốn có chỗ điều chỉnh. Đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Mà tại lúc này, người mang thần cốt hài đồng, đã đi tới trụ trời đỉnh, ngồi xếp bằng, vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong trong sáng chói thần huy, khi nắm khi buông, phản phất cùng phiến thiên địa này dung hợp làm một, trong lúc hô hấp, đều là thiên địa đại đạo lưu chuyển. Vĩnh dạ phía dưới, nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí, như sóng ngầm phun trào, hội tụ ở hai đồng bốn phía, hội tụ thành một phương dịch thái linh khí hải. Có thể thấy được, hai đồng thể nội thần cốt rung động, nhộn nhạo thần thánh quang huy, như một tấm đại thủ, chậm rãi duỗi ra, nắm linh khí hải, đem hắn kéo vào thể nội toàn bộ quá trình ngắn ngủi mà tấp tốc tràn đầy làm cho người kinh hải thô bạo cùng bá đạo linh khí hải đổ sụp áp súc thông qua thần cốt chuyển hóa dung nhập đang điền oanh hài đồng khí tức như núi lửa bộc phát trung chuyển thương khung tôi thể nhất trọng tôi thể nhị trọng tôi thể cửu trọng làm cho người trố mắt nghẹn họng tốc độ đột phá đang tại cái này vừa ra đời 10 ngày hài đồng trên thân lấy một loại 10 phần bình hòa phương thức diễn lại vô số người nhìn chăm chú lên lại không có nửa điểm chấn kinh thậm chí một điểm tâm lý ba động cũng không có. Phản phất. Đây là chuyện đương nhiên. Cái này tự nhiên không nên là phản ứng tự nhiên, nhưng tại thần thánh quan huy chiếu rọi xuống, phản ứng như vậy tựa như mới là bình thường. Thần linh sức mạnh chỗ cường đại, ở đây lấy được nông cạn nghiệm chứng. Cho dù là chỉ là một tia quan huy, một điểm khí tức, liền có thể lặng yên không một tiếng động thay đổi tất cả mọi người nhận thức, trưởng khống tâm tình của tất cả mọi người biến hóa. Mạnh như đại trưởng lão, sớm đã đăng lâm tôn giả cảnh, cũng không cách nào tránh mà trận này diễn dịch thần linh sức mạnh nhân vật chính vị kia hài đồng tu vi tăng lên còn đang tiếp tục phương viên ngàn trượng thiên địa linh khí thôn vệ không còn một mống ngược lại bắt đầu thôn vệ phương viên mười dặm trăm dặm ngàn dặm từng đạo linh khí hải bị bá đạo kéo vào thể nội dung nhập đan điền hóa thành tu vi tăng trưởng nhiên liệu hài đồng khí tức tại mắt trần có thể thấy ngưng thực trầm trọng phía sau hắn một đạo mệt mù thần ảnh đang từng chút phát hỏa ra hình dáng một cổ làm người sợ hãi thần thánh uy nghiêm dần dần hiển hóa ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang ầm ầm giữa thiên địa vô căn cứ sinh ra một đạo trầm trọng tiếng oanh minh phản phất rộng rãi thiên âm oanh minh toàn bộ đen như mực thương khung có thể thấy được hài đồng vùng đang điền hiển hóa ra một phương miệt mù đạo cơ hình dáng khí tức thần thánh chậm rãi vô tán trúc cơ hài đồng khí tức dày nặng trong nháy mắt thăng hoa chuyển hóa làm trúc cơ ý vị kéo dài mười ngày trúc cơ đừng nói là huyền thiên giới liền xem như phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng hẳn là phần độc nhất tồn tại cho dù là trùng tu thiên mệnh chi nữ nam cung minh nguyệt cũng khó có thể với tới đương nhiên vô luận phương nào đạo thống cũng sẽ không đem trúc cơ tốc độ coi là thiên phú mạnh yếu tiêu chuẩn dù sao đại lượng tài nguyên đập xuống liền xem như một con lợn cũng có thể để cho thứ nhất ngày trúc cơ trúc cơ cầu được là chất lượng là căng cơ hài đồng rõ ràng đã là từng bước viên mãn nước chảy thành sông bước vào trúc cơ cảnh thậm chí thông qua kỳ thần thánh khí tức dày nặng có thế rất rõ ràng mà cảm giác được, hắn trúc cơ. Muốn bao trùm thế gian tuyệt đại đa số thiên kiêu, yêu nghiệt. Thần cốt, quá kinh khủng. Nhìn chăm chú lên một màn này, trong lòng của tất cả mọi người, đều phát ra dạng này sợ hãi tháng phục. Có thể, cái này xa xa còn chưa kết thúc. Người mang thần cốt, giống như mới sinh thần linh hài đồng, còn tại tu luyện, tựa như. Trúc cơ cũng không phải là chuyến này điểm kết thúc. Mà cùng lúc đó, còn có một người, cũng tại đột phá. Giang Huyền lúc này Giang Huyền đã thành công lĩnh hội đồng thời tu tập thiên diễn bí thuật, cả người hướng tới bình thường, đừng nói huyết mạch, liền tự thân khí tức đều phản phất không tồn tại đồng dạng. Cho người cảm giác chính là một người bình thường, ném vào trong đám người cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Lúc này, Giang Huyền từ trữ vật giới chỉ bên trong, móc ra một gốc linh dược. Hình như linh chi, bên trên chảy xuôi yêu giả máu tươi, khí tức kiệt ngạo, bá đạo, nhộn nhạo nhàn nhạt long uy, càng có tầng tầng huyền diệu đạo văn quanh quẩn, cực kỳ bất phàm đúng là hắn bản điểm số đệ nhất ban thưởng, đạo dược long huyết linh chi. Một gốc long huyết linh chi, cũng có thể giúp ta đánh vỡ tu vi cảnh giới cực hạng A. Giang huyền lẩm bẩm nói. Không chút do dự, gọi ra hỏa đạo chi ý, đem long huyết linh chi luyện hóa thành linh dịch, sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa, đột phá. Nếu để cho cổ tổ thấy cảnh này, đoán chừng đã cực kỳ hoảng sợ, ra tay ngăn trở. Phải biết, vương dược kinh khủng dược lực, đã không phải địa huyền cảnh không thể luyện hóa, huống chi là đạo thuốc đạo thuốc nhận thiên địa chi lực mà thành, ẩn chứa bàn bạc đại đạo năng lượng, liền xem như dung đạo cảnh, cũng chỉ dám một chút phân bộ luyện hóa, Giang Huyền còn tại vào thần cảnh, lại trực tiếp nuốt cả cây đạo thuốc, dựa theo lẽ thường mà nói, đoán chừng sẽ trong nháy mắt bị đạo trong dược đại đạo năng lượng xung kích thành một đống thịt nát. Nhưng, Giang Huyền lại há có thể dùng lẽ thường độ chi. Bất diệt lôi thể tự động kích phát, ngàn vạn thâm thúy lôi văn quanh quẩn, gia trì nhục thân, ngăn cản đạo thuốc đại đạo năng lượng xung kích. 95 nồng độ gian gia huyết mạch, cốt cốt chảy xuôi, sáng chói huyết sắc phía dưới, dũng động thâm ảo đại đạo quy tắc, phản phất một cái bá đạo đại hung thao thiết, thô bạo mà cắn nuốt đạo dược linh dịch, cấp tốc luyện hóa, trả lại Giang Huyền, tràn vào đan điền. Trong đan điền, Giang Huyền nguyên bản giống như là ngọc thạch đạo cơ, toát ra từng đạo vết rách, mà luyện hóa sau linh dịch, theo vết rách điên tuôn ra mà vào. Tạch tạch tạch, rõ ràng tiếng vỡ vụn từ đan điền truyền ra. Giang Huyền đạo cơ, nát. Chương 39, cảm tạ thiên nhiên quà tặng đây chính là đánh vỡ tu vi cảnh giới cực hạn quá trình. Trước tiên phế đi ban đầu đạo cơ, sau đó đúc thành mới, càng cường đại hơn đạo cơ. Thử nghĩ, lấy tôi thể cảnh nội tình đúc thành đạo cơ, làm sao có thể so ra mà vượt lấy vào thần cảnh nội tình đúc thành đạo cơ. Cả hai tồn tại khác nhau một trời một vực. Nhưng, phương pháp này mười phần hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ bởi vì đạo cơ vỡ nát, phản vệ tự thân, mất hết tu vi không nói, càng sẽ tổn thương tự thân thiên phú, biến thành một cái phế vật khi đó Nam Cung Minh Nguyệt, đúng là như thế. Bất quá, Giang Huyền nội tình thực sự quá thâm hậu, nhìn như hung hiểm tự hủy đạo cơ, tại ở đây hắn, ngược lại đơn giản giống ăn cơm uống nước. Dù sao, Giang Huyền sớm đã nhục thân, thần hồn, song song đánh vỡ cực hạn. Tự hủy đạo cơ phản vệ, tại ở đây hắn, giống như là cù lét. Đạo cơ vỡ nát, hỗn loạn năng lượng như núi lửa bộc phát, hướng tứ phương phóng xạ ra. Nhưng Giang Huyền, vẫn như cũ bất động như núi. Thậm chí liền yếu ớt đang điền, cũng không có mảy may rung động. Đây chính là đánh vỡ cực hạn nhục thân kinh khủng. Lúc này, Giang Huyền thôi động đánh vỡ cực hạn thần hồn, thao túng hỗn loạn năng lượng, cùng bàn bạc linh dịch xen lẫn, dung hợp, sau đó cấp tốc bệnh, đắp lên, cấu thiết lập ra một cái mới đạo cơ hình dáng. Tuy chỉ là một cái hình dáng, nhưng so với khi trước đạo cơ, lớn hơn đến tận gấp trăm lần có thừa. Đạo cơ hình dáng có, kế tiếp chính là bổ khuyết, ngưng thực quá trình. Hỏa chi đạo ý, kiếm ý, lô chi đại đạo, ba đầu đại đạo toàn bộ ném vào đạo cơ trong nháy mắt ngưng thực, mặt ngoài hiện ra ba đầu đại đạo thâm thúy hoa văn. 95 nồng độ gian gia huyết mạch cũng ném vào. Đạo cơ triệt để ngưng thực, hiện ra cổ lão chi ý, ẩn ẩn có thần thánh hiển hóa. Nhập môn thiên diễn bí thuật, sơ lược tìm hiểu thái cực cung đồ, ngũ hành nghịch thế thánh trận, chân mệnh thượng nhân chiến đấu cảm ngộ. Toàn bộ đều vứt đi vào. Đạo cơ lại lần nữa thuế biến, mặt ngoài rất nhiều đường vân, phản phất sống lại sinh linh đồng dạng, hợp thành một bức rất sống động hình ảnh. Kinh khủng thần dị vô thượng khí tức, mãnh liệt khoái động, hoành áp tứ phương. Nếu không phải thiên diễn bí thuật che lấp, chỉ sợ chỉ là này khí tức, liền phải đem những cái kia ngủ say tại tổ địa lão tổ, toàn bộ đều giật mình tỉnh giấc. Trên thực tế, đạt đến trình độ này, Giang Huyền sớm đã phá vỡ tu vi cảnh giới cực hạn, đúc nên vô thượng đạo cơ. Nhưng, Giang Huyền vẫn chưa đủ. Hắn còn có. Một tia thủy tổ truyền thừa chân lý. Giang Huyền do dự một hai, hắn tuy chỉ là nắm giữ một tia thủy tổ truyền thừa chân lý, còn xa xa chưa đạt đến tìm hiểu trình độ, vốn lấy thủy tổ truyền thừa kinh khủng, hẳn là cũng có thế tăng cường đạo cơ A. Chợt, cũng ném vào. Ngoài ý liệu một màn, xuất hiện. Tạch tạch tạch. Vô thượng đạo cơ lại khó có thể chịu đựng cái này một tia chân lý, quát ra từng đạo vết rách, giống như vừa mới tự hủy đạo cơ một màn. Giang huyền mộng. Ta đậu phộng. Hắn biết thủy tổ truyền thừa rất khủng bố, có thể xưng chí cao, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chỉ là một tia chân lý, Thế mà cũng cũng bố như vậy, hắn mới đúc thành vô thượng đạo cơ, thế mà không chịu nổi. Giang Huyền vội vàng thôi động thần hồn, thao túng vô thượng đạo cơ, khó khăn ngăn cản. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vô thượng đạo cơ còn tại vỡ nát lấy, năng lượng kinh khủng bốn phía, đang điền cũng vô lực ngăn cản, rung rẩy kịch liệt, phản phất không thể chi. Thậm chí, liền Giang Huyền nhục thân, tại cái này năng lượng kinh khủng trùng kích vào, cũng xuất hiện lay động. Giang Huyền tình trạng hiện tại, tràn ngập nguy hiểm. Mẹ nó Giang Huyền sắc mặt tối sầm, nhịn không được mắng nhỏ một tiếng, như thế nào chuyện gì đến ta cái này, đều biết hướng về phương hướng kỳ quái phát triển. Ngay tại Giang Huyền nhất trù mạc triển thời điểm, cái kia một tia thủy tổ truyền thừa chân lý, lại phát sinh biến hóa. Chiếm cứ trong đan điền, giống như hắc động, để lộ ra thời không khí tức, bá đạo đem bốn phía năng lượng, cùng với vỡ nát vô thượng đạo cơ, toàn bộ kéo trở về, đặt vào trong đó. Tiếp đó, lâm vào tĩnh mịch, không có nửa điểm ba động. Trong lúc nhất thời, đan điền rỗng tuếch, chỉ có hắc động bá chiếm trung tâm, rạo rực ra từng tầng từng tầng mịt mờ đặc thù gợn sóng, xuyên thấu qua đan điền, chảy ra gian huyền nhục thân, hướng bốn phía nhanh chóng phát tán. Đói. Rất đói. Đây là hắc động truyền lại cho gian huyền tin tức. Gian huyền có chút mộng, nhưng vẫn là vô ý thức đem trữ vật giới chỉ bên trong thiên tài địa bảo, toàn bộ móc ra, ước chừng trăm cây vương dược, đại dược, linh dược càng là lấy chồng tính toán, toàn bộ luyện hóa thành linh dịch, đều thôn phệ, tràn vào trong lỗ đen. Đói. Vẫn như cũ rất đói sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Giang huyền có chút bất đắc dĩ, tài nguyên đã dùng hết, chỉ có thể nương theo cái này đặc thù gợn sóng, thôn nạp thiên địa linh khí. Mười dặm, trăm dặm, vạn dặm. gợn sóng rất nhanh phô tán đến toàn bộ giang gia, cũng dẫn đến đem vị kia thần cốt hài đồng lĩnh vực phạm vi, cũng nhét vào trong đó. Ông! Thần cốt chiếm lấy từng vũng linh khí hải, trong nháy mắt tiêu tan vô tung, đều tiến nhập giang huyền đang điền. Hài đồng cấm đoán hai con ngươi hơi nhíu, có chút kỳ quái, bất quá cũng không có mở hai mắt ra mà là thôi động thần cốt càng thêm bá đạo cướp lấy linh khí trong thiên địa thế nhưng là không có hắn còn rất nhỏ yếu chỉ có thể miễn cưỡng thôi động thần cốt cướp lấy trong vòng nghìn dặm thiên địa linh khí nhưng thần cốt bây giờ thế mà phản hồi trong vòng nghìn dặm thiên địa linh khí đã bị thôn vệ không còn một mảnh cần thời gian nhất định mới có thể một lần nữa diễn sinh đại thế chưa đến thiên địa càng cỗi cũng có thể lý giải hài đồng lẩm bẩm một câu thôi liền vận dụng kiếp trước lưu tại thần cốt năng lượng, đột phá nhập thần A. Không tệ, hắn có thần cốt phối hợp, càng bởi vì thần cốt đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Cái này cũng là hắn có thế 10 ngày trúc cơ lý do. Đương nhiên, có trí nhớ kiếp trước gia trì, hắn theo đuổi tự nhiên không phải 10 ngày trúc cơ đơn giản như vậy. Hắn muốn 10 ngày nhập thần. Ở kiếp trước của hắn trong trí nhớ, có một phe chân thần bí cảnh tin tức cạn kẻ, ẩn chứa trong đó hắn kiếp này tu hành đại thần thông cần phải cần thần vật vị kia chân thần là hắn kiếp trước tàn sát, hắn bí cảnh, cũng là ở kiếp trước dẫn đạo phía dưới hình thành. Hết thảy, chính là vì một thế này có thể thuận lợi mà tu hành này thức đại thần thông. Tại hắn Giáng sinh hôm đó, thức tỉnh trí nhớ thời điểm, bởi vì thiên địa dị tượng, hắn có thể có thế ngắn mũi thao túng thiên địa chi lực, từ đó cảm giác được phương kia chân thần bí cảnh khí tức. Tại trong cảm nhận của hắn, phương kia chân thần bí cảnh đã xuất thế, ít ngày nữa liền sẽ mở ra. Tung hắn bây giờ chỉ là mới sinh giai đoạn, nhưng hắn nắm giữ trí nhớ kiếp trước, lại có thần cốt gia thân, lấy được thiết yếu thần vật cũng không khó khăn. Điều kiện tiên quyết là đột phá vào thần cảnh. Chỉ có vào thần cảnh, hắn tài năng sơ bộ trưởng thống thần cốt, vận dụng kiếp trước bộ phận thủ đoạn. Chật, hài đồng thôi động thần cốt, thần cốt bên trong đã tuôn ra 10 sợi thuần túy năng lượng màu vàng ống. Lượng mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở phẩm trật cực cao. Dù sao, đây chính là thần linh năng lượng. Vận dụng thần linh năng lượng, đột phá vào thần cảnh. Liền xem như kiếp trước, cũng không xa xỉ như vậy qua a hài đồng lắc đầu tự giễu một câu sau đó không do dự nữa liền muốn dẫn động một tia thần linh năng lượng đem luyện hóa rót vào trong tự thân đạo cơ nhưng vào lúc này cái kia một tia thần linh năng lượng đột ngột lại quỷ dị biến mất hài đồng sững sờ cấm đoán hai mắt một hồi nhảy lên thiếu chút nữa thì nhịn không được mở ra hắn kế thừa trí nhớ kiếp trước quyết định tu hành vạn pháp thiên mục một thức này đại thần thông này thức thần thông một khi tu thành không thua gì chuẩn đế thuật có thể trở thành hắn thế này chứng đạo chi cơ đương nhiên mạnh mẽ như vậy thần thông tu luyện tự nhiên khó khăn trọng trọng hạn chế cũng rất nhiều không nói đến bắt buộc thần vật liền có trọn vẹn chính loại nhiều chỉ là hạn chế liền không phải người có đại nghị lực có thể kiên trì tiếp không thể mở mắt vạn pháp thiên mục thần thông tu thành phía trước ẩn chứa đại đạo năng lượng tất cả hội tụ tại trong đôi mắt chưa tu thành phía trước một khi mở ra năng lượng tận tiếp công thua thiệt tại bại kiếp trước thần linh năng lượng ở trước mặt mình, hư không tiêu thất, kém chút cho mình làm phá phòng ngự, mở hai mắt ra. Hài đồng tự xưng là chính mình nếu không phải tố chất hảo, đã tức miệng mắng to. Cái này mẹ nó ai làm, quá thiếu đạo đức. Thần linh năng lượng tất nhiên trọng yếu, trân quý, nhưng xa xa không bằng hắn tu hành đại thần thông một phần vạn trọng yếu. Hài đồng cũng không có đuổi theo truy cứu càng là ai ăn cắp hắn thần linh năng lượng, mà là trực tiếp lại gọi ra một tia, chuẩn bị luyện hóa. Hắn phân rõ nặng nhẹ, đánh cắp hắn thần linh năng lượng người, hắn sau này tự sẽ thanh toán. Thế nhưng là, ngoài ý muốn lại xảy ra. Thứ hai sợi thần linh năng lượng, cũng hư không tiêu thất. Vô cùng đột ngột, không có nửa điểm dấu hiệu, cùng vừa mới tình huống, giống nhau như đúc. Chương 40, uy hiếp lôi kiếp tự động tán đi. Hài đồng nổi giận. Lại chỉ lần này thôi hai, quá mức. Gấp rút động thần cốt, gia trì hồn niệm, bắt đầu điều tra. Thần linh năng lượng ẩn chứa hắn kiếp trước khí tức, hắn có thể rất dễ dàng tìm được thần linh năng lượng vị trí, liền xem như tôn giả cảnh, cũng không cách nào che lấp. Thế nhưng là, tình thế, giống như lại một lần vượt ra khỏi khống chế của hắn. Hồn niệm bao trùm toàn bộ gian gia, tới tới lui lui lục soát ba lần, lại không có nửa điểm vết tích, phản phất đã bị thôn vệ, tiêu hóa sạch sẽ đồng dạng. Nhưng mà, đây tuyệt đối là không thể nào. Đây chính là hắn kiếp trước thần linh năng lượng, trừ hắn, coi như là chân thần, cũng chưa chắc có thế trong nháy mắt luyện hóa. Đến tột cùng là ai? Hai đồng mí mắt run rẩy dữ dội, nghiến răng ngứa. Một phen lùng tìm không có kết quả, hài đồng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Lại gọi ra một tia thần linh năng lượng. Lại là kết quả giống nhau. Lại gọi ra một tia. Vẫn như cũ đột một tiêu thất. Rồng rã chính sợi sau đó. Hài đồng nhìn xem thần cốt bên trong cuối cùng một tia thần linh năng lượng, người tê. Không phải. Ta mẹ nó là bị vị tiền bối nào để mắt tới sao? Như thế dày vò ta. Hài đồng tức giận vô cùng, nhưng không thể làm gì, hắn bây giờ nhất thiết phải đột phá vào thần cảnh, mới có thể có sức mạnh mà tiến vào phương kia chân thần bí cảnh, lấy được tu luyện đại thần thông thiết yếu thần vật. Căn bản không có khả năng từ bỏ. Ai? Hài đồng khẽ thở dài một hơi, cắn răng, gọi ra cuối cùng một tia thần linh năng lượng. Mặc dù hai mắt vẫn là đóng chặt trạng thái, nhưng giống nhau là nhìn chầm chập. Thật đáng mừng. Lần này, không có tiêu thất. Hài đồng lập tức thở dài một hơi, trong lòng đối với đánh cắp hắn thần linh năng lượng vị kia oán hận, lúc này đều tiêu mất không ít. Chỉ cần hắn đột phá vào thần cảnh, thần linh năng lượng lãng phí liền lãng phí, không đáng giá nhắc tới. Chợt, hài đồng cũng không dám do dự, vội vàng nhanh chóng luyện hóa thần linh năng lượng, tràn vào trong đan điền. Ông! Quanh thân lập tức bắn ra thần thánh quan huy. Tu vi càng là như sôi đằng đồng dạng, cực tốc dâng lên. Trúc cơ nhị trọng. Trúc cơ tam trọng. Trúc cơ cửu trọng. Khoảng cách vào thần cảnh, chỉ có cách xa một bước một màn này xem ở gian gia trong mắt của tất cả mọi người, không có tiếng kinh hô, cũng không có kinh điệu cái cầm, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, trầm mặt. Đây là muốn. Mười ngày nhập thần sao. Liền xem như lật nát huyền thiên giới cổ tịch, đoán chừng cũng tìm không ra một cái khủng bố như vậy. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới trong cơ thể đối phương nắm giữ một đoạn thần cốt, phản phất thần linh chuyển sinh, cái kia hết thảy cũng đều hợp lý. Một tôn sơ sinh thần linh, mười ngày nhập thần, có vấn đề sao? Mà lúc này, Giang Huyền chỗ đạo trường cũng là người gian gia, chảy xuôi giống nhau huyết mạch, hay là cho nhân gia chừa chút a." À. Giang Huyền sờ cầm một cái, tự nhủ. "Không tệ, hài đồng những thần linh kia năng lượng quỷ dị tiêu thất, toàn bộ đều cùng Giang Huyền có liên quan." Chuẩn xác mà nói, là hắn đang điền cái hắc động kia làm chuyện tốt. Cái kia bí ẩn đặc thù gợn sống, ẩn chứa thời không sức mạnh, tùy ý từ hài đồng trong tay, cướp đoạt đi chính sợi thần linh năng lượng. Không có cách nào. Nó, quá đói. Thần linh năng lượng loại này phẩm trực cực cao năng lượng nó tự nhiên cực kỳ khao khát. Chính sợi thần linh năng lượng tràn vào trong lỗ đen. Tỉnh mịch hắc động, cuối cùng động. Ở đan điền trung ương, chậm rãi xoay tròn lấy, câu thông hắn tầng tầng gần sóng, phản phất ẩn chứa một loại nào đó chí cao trực tự chí lý. Hắc động xoay tròn, gian huyền tu vi cũng coi như là quay trở về tới thể nội. Hóa linh cảnh. Hóa linh nhị trọng. Hóa linh tam trọng. Hóa linh lục trọng. Bình thường không có gì lạ, không có nửa điểm ba động, tu vi giống như là nước chảy thành sông, đã tới hóa linh lục trọng. Đây hết thảy quá mức đơn giản cùng tùy ý, thật giống như chỉ là đi cái quá trình. Giang Huyền có chút mộng. Thần hồn cảm giác vùng đang điền hắc động, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Hắn bây giờ, xem như đúc nên vô thượng căng cơ sao. Hẳn là tính toán lại a. À. Giang Huyền thầm nói, cái đồ chơi này thế nhưng là nhẹ nhõm nghiền nát vô thượng đạo cơ, mạnh một nhóm. Miễn cưỡng đón nhận đạo cơ của mình trở thành hắc động, sự thật này sau, Giang Huyền nhớ một chút vừa mới toàn bộ quá trình, không khỏi cảm thán một câu, thủy tổ truyền thừa thật sự ngưu bức, ta này cũng coi là nhân họa đắc phúc a. À. giang huyền ha ha cười nói, nhưng giang huyền lại tựa như quên, hắn kịch bản chưa bao giờ là một đường thông thuận. ông, mi tâm huyền rũ đồ đằng bắn ra đen như mực thần mang đối liền mà ra, thẳng vào thương khung. ầm ầm, còn tại trong vĩnh giả thương khung, bỗng nhiên mây đen hội tụ, gấp nhặt lên vô biên lôi đình, kinh khủng khí tức hủy diệt, tàn phá bừa bãi thiên địa, cả kinh từ trên xuống dưới nhà họ giang đều đưa mắt nhìn trời, đầy mặt kinh nghi. Đây là lôi kiếp gần nhất tộc ta giống như không có ai muốn đột phá thiên nguyên cảnh a đại trưởng lão nhớ lại trong tộc tư liệu không khỏi lòng sinh nghi hoặc cực kỳ trùng hợp là cũng liền tại lúc này hài đồng cũng hoàn thành đột phá. ông thần thánh vàng rực bắn nhanh thiên địa vạch phá vĩnh dạ chiếu sáng toàn bộ gian gia hấp dẫn hơn ánh mắt mọi người chỉ thấy hài đồng thân hình bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến năm thước quanh thân lóng lánh quang huy rực rỡ càng có vô số đạo văn, thần phù, quanh quẩn tả hữu. Giống như một tôn vô thượng thiếu niên thần linh. Mà tu vi của hắn, bỗng nhiên đạt đến vào thần cảnh. Hài đồng bình tĩnh đứng dậy, đóng chặt hai mắt khẽ nâng, nhìn phía cuồn cuộn lôi kiếp, hơi nhíu lại, hắn chỉ là đột phá nhập thần, tại sao lại dẫn động lôi kiếp. Một màn này xem ở trong mắt mọi người, vô ý thức toàn bộ đều hiểu rõ, thì ra. Lôi kiếp càng là vị này dẫn động. Phải biết, cho dù là trong lịch sử những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, cũng chỉ có tại đột phá thiên nguyên cảnh thời điểm, mới có thể dẫn động lôi kiếp. Mà vị này, chỉ là đột phá vào thần cảnh, lại đã dẫn tới thiên địa kiên kỵ, hạ xuống lôi kiếp. Thần cốt kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Đại trưởng lão tâm thần cùng rung động, bí mắt trực nhảy, đáy lòng tràn ngập khiếp sợ và vui sướng, gian gia có này thần cốt yêu nghiệp, lo gì không thể trả phục vinh quang ngày xưa, trọng trưởng huyền thiên giới. Thần cốt quyền trọng nhất thiết phải tăng thêm một bước, có lẽ có thể vượt qua huyết mạch phản tổ cái vị kia yêu nghiệt đại trưởng lão trong lòng âm thầm quyết định nói. Mà lúc này, Giang Huyền cũng đi ra. Hắn toàn lực thôi động thiên diễn bí thuật che lấp tự thân, cho nên không có người chú ý tới hắn tồn tại, càng không có phát hiện dị thường của hắn. Lôi kiếp. Giang Huyền ngóng nhìn che đậy bầu trời kiếp vân, nhíu mày, cái này đáng chết huyết mạch nguyền rủa thật sự ác độc. Người khác thiên nguyên cảnh mới có thể dẫn động lôi kiếp, hắn mẹ nó bởi vì nguyền rủa gia thân, đột phá một cái hóa linh cảnh, thế mà cũng làm tới một cái lôi kiếp. May mắn ta có thiên diễn bí thuật che lấp, bằng không thì cái này một độ kiếp, toàn bộ đều bại lộ. Giang Huyền vui mừng nói. Lôi kiếp, hắn cũng không thèm để ý. Lấy hắn bây giờ nội tình, độ cái hóa linh cấp độ lôi kiếp, lại cực kỳ đơn giản. Hắn lo lắng chính là, hắn lại bởi vậy mà bại lộ. Trong vòng 300 năm đột phá chân thần, đã là địa ngục khó khăn, nếu là lại để cho người phát giác thiên phú của hắn, rất nhiều cường địch toàn bộ đều phái người tới đánh lén hắn, vậy hắn thật sự không có chơi. Chợt, Giang Huyền cũng sẽ không do dự, bay thẳng thân bước vào trong kiếp vân hắc động tự động vận chuyển. Nó, mặc dù không còn đói bụng, nhưng gặp phải ăn, vẫn như cũ sẽ không bỏ qua. Đặc thù gần sóng, phân tán rộng ra. Kiếp vân trong lôi đạo năng lượng, trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống. Thậm chí, liền tạo thành lôi kiếp đầu nguồn, tồn tại ở bên trong hư không lôi kiếp dịch, cũng bị nhổ tận gốc, toàn bộ mang đi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Giang huyền giống như là một cái thích khách, thoáng qua rời đi. Mà bên này, hài đồng tất nhiên kinh ngạc với mình dẫn động lôi kiếp, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, lấy thực lực của mình, độ một cái lôi kiếp, không cần quá đơn giản. Chợt, hài đồng xông về lôi kiếp. Nhưng sau một khắc. Ông. Lôi kiếp. Tiêu tán. Hài đồng động tác trì trệ, dừng lại ở giữa không trung, một mặt mộng bức, vì tình huống. Mà một màn này, tại gian gia trong mắt mọi người, lại là. Thiếu niên thần linh, thần uy hạo đảng, lôi kiếp e ngại, chủ động thối lui tất cả mọi người lập tức tâm thần rung động kích động như điên thần cốt ngư bức